hoa huỳnh đuôi bao nhiêu vậy? 209 hả? 219. Để ngày mai chị like xong rồi chị coi đơn. Hoa huỳnh có dấu không? À, chị ghi vô sổ rồi đó. Rồi sao lại cái kháng ban lâu thì ban đó nha bảo. Ban bùi quá. Mới chạy được rác đó, xong chị nói được trước kia chị giảm người ta, chị coi trên tin nhắn, xong rồi đợt này đi đơn không có giảm gì. Giảm đi, đi chưa? Chưa chị, đơn 134.000. Giảm cho cô cái này rất nhiều không? Rất bốn chỗ. Cái này giảm cho cô một nửa cũng được, giảm 60 đi. Tại giờ mình không biết hàng nó như thế nào. Đừng có mở nhạc nữa nha, Facebook đang quẹt á, gọi nhạc nó bị bản quyền nó tắt livestream á. Đứng rồi. Này mọi người mà nói sao? Mấy cô chờ con xíu nha, con ghim giá một cái chứ giờ cái điện thoại nó bị đứng rồi, con không có ghim giá được nè. Tìm được cái cắm thì mất mất cái mi, tìm cái mi mất cái cắm. Thôi đừng đổ, đừng đổ. Chị thích đổ. Em bấm con người thì chị cũng bảo không bỏ đi lên trên kia chẳng gò này thôi. Rồi con chào cô Ngọc Bích ạ. Rồi cô nào lấy thêm, cô nào đang coi livestream á thì lên comment dùm con với được không? Tại vì màn hình của con bị đứng là có không có ghim giá được, mấy cô con của con là coi đen thui luôn nè. Không có thấy cái gì luôn á. Đen thui luôn. Rồi con chào cô Ngọc Bích nha. Hôm nay là em lên tiếp cái hàng thô cô tông rồi ca tê rồi, có nhiều loại lắm mấy chị ơi. Một trăm năm mươi ngàn một ký hàng thô cô tông 100% nha mấy cô. Em chào chị Tuyết Hoàng ạ. Rồi giờ là em bắt đầu live mới nha mấy cô mấy chị nha. Rồi thô cô tông 100%. Có một ít là đuổi rồi hàng KT rồi vậy á. Hôm qua có nhiều, có rất là nhiều cô không có mua được mấy cái loại này hả? Mấy cái loại hoa này nè. Này quá xinh luôn. Rồi mã này còn cô nào mà muốn lấy thêm thì comment những con khúc này 78 nè. Mã này mã 78 nè ha. 78. Cái này mà xếp lại là ra được hàng rất là đẹp luôn á mấy cô. À, không chưa có thời gian để xếp không. 78k thô cô tông hoa nha mấy cô, cô tông 100% nha. 78k được 1m7. 78.
Rồi 78 1 mét đó, 1 mét 65 thôi mấy cô. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã này 78 này ha. 78 1 mét 65. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã này 78 nha. Rồi linen nữa nha mấy cô. Cái này hôm nay con cũng có linen luôn á, chờ con khui cái hàng. À, cái báo kia em khui rồi em vốn đồ ở đây lấy cho nó cao lên để chị chạy lường cái bảng lại mà em đi hang rồi đã em rồi cũng được đâu. Hiểu không? Cái báo phải giỏi á. Rồi con có nguyên một cây linen này rất là đẹp nè. Rồi con nào lấy thì comment giúp con ha. Lấy giùm con là mã linen chiếc lá mấy cô, lấy lần con là mã lá xanh. Linen hình chiếc lá tre nha, linen này rất là đẹp luôn. Phải gọi là đẹp xuất sắc luôn á. Rồi linen lá tre. Này có một cô dặn nè, để con coi được mấy chục mét con để cho cô không? Để cho một cô mấy chục mét mã này. Cái này phải gọi là siêu đẹp luôn á. 1 ký 150 thôi nha mấy cô nha. Rất là đẹp luôn. Rồi lên nè, à, lên giùm con mã lá xanh kèm mét ạ. À. Lá xanh kèm mét nè. À. Con nào lấy thì lên giùm con mã lá xanh kèm mét nha. Rồi 4 mét cho chị Kiều Nhi. Rồi con cảm ơn cô An Nhiên, bộ này lâu lắm rồi con mới mang lại. Rồi khúc này đúng 4 mét cho Kiều Nhi luôn nè. Chị Kiều Nhi ơi, có đơn của cô Hằng Lê mà em mới gửi mất tiêu rồi. Nếu không là em gom đơn cho chị. Để cái này thôi đi đơn mới đi chị ha. Hôm nay em like, ngày mai nữa rồi em gom đi luôn. Cái này là 4 mét là 1 ký 250 gram, 188 ngàn nè. Linen bố mấy chị ơi, linen số bố rất là dày mà không có ngứa nha. Cái mình hàng này rất là mềm luôn, mềm không ngứa nha. Rồi 2 mét lá xanh cho cô Tuyết Hoàng. Mình hàng này đẹp lắm luôn á. Mình hàng này là số bố nó rủ mềm nè. Số bố rủ mềm ướt rất là đẹp luôn. Rồi 2 mét cho cô Tuyết Hoàng nè. Này mấy cô về may sơ mi nam nữ hoặc là may đồ, may thời trang nam nữ gì cũng được hết. Con báo lại cái báo hội cuối hả? Alo. Alo. Dạ hôm nãy em gọi đi chút đơn á chị ơi. Chị ơi Facebook của mình tên gì để em cho nhân viên kiểm tra lại. Chút đơn đi chị đó hả? Dạ. Ủa chị, cái này trang nào vậy? Dạ trang vải thời trang giá rẻ chị, em Ngọc đó. À Ngọc đó hả? Dạ. Ủa chị vẫn message với em từ đó tới giờ mà. À ý là hồi nãy em chốt đơn mà chị xác nhận chưa? Tại vì hồi nãy em có gọi để confirm á. Ồ vậy hả? Dạ. Cái đó tại vì chị có gửi lại một cái khách vải mà nó bị lỗi á, chị không biết gửi đến sao cho các em hết á. Dạ Facebook tên gì á chị? Tiền Ngô. Dạ dạ rồi, để em cho mấy bạn kiểm cho nha. À. Lấy cái đó bỏ cái bao vô. Không có một dây 25 mét của một chị thôi. Bỏ vô cái bao cho cô tên Phạm Minh Tài. 4 mét 180 mấy ngàn á chị. Chờ em coi cái này còn mấy mét không nha. Em đang kiếm cái khúc 2 mét rưỡi mà kiếm hoài không ra khúc nào 2 mét rưỡi nè. Cho cô Đặng Phương Mai nè. Một cái đôi nó không như vậy tôi mới thấy sót một cái đơn của chị. Chị nào biết không? Hà Giang. Không. Của chị Văn Hoàng. Cắt 8 mét kaki á. Chốt đơn thiếu. Đừng có bỏ bên đó nữa, lấy bao bỏ vô kia cô Phạm Minh Tài luôn. Lấy bao màu đen của ngoài. Tên gì? Đặng Phương Mai.
Rồi 1m2 lá xanh cho cô Ngọc Bích nào. Còn mấy cái này nó cứ lỡ cỡ nên là mấy cô. Rồi con còn một khúc này 2m, cô nào lấy thì comment nè. 2m nè. Cô Hà Dung ơi, có khúc 2m mình lấy hai khúc được không? Lấy hai khúc, một khúc 2m, khúc hơn 2m được không? Mấy cái này con giờ con kiếm khúc dài không ra luôn á. Rồi 1m2 cho cô Ngọc Bích có nè. Giờ có mấy khúc khoảng lỡ cỡ 3m rồi 2m mấy không à. Không có khúc nào. Cái này giờ con không có khúc nào dài 4m hết đó cô. Cái gì chị? Hả? Phạm Minh Tài lấy cái bọc đen mà bỏ vô em để vậy để chữ lộn xộn. Anh Tài. Phạm Minh Tài. Rồi con lấy thêm một khúc 2m rồi khúc khúc của cô Ngọc Bích 1m2 con cắt rồi nha. Rồi 4m của chị Hà Dung á là cái này là khúc là được 2m nè. Rồi em kiếm thêm khúc 2m nữa nè. Rồi em còn khúc này 1m8 nè, chị nào lấy thì comment nè ha, khúc 1m8 nè. Bực và kiểu này bảo chị biết không. Rồi 1m8 cái này 89.000, chị nào lấy thì comment nha em 89 nè. Quay. 89. Em còn khúc này 1m8 này 89 nha. Cái này tính ra là lanin số 4 mà chị, nhưng mà là lại lanin của nó là lanin mềm nha, giống lanin ướt á, nó không có bị ngứa, không bị dặm. Rồi chị nào lấy thì comment ha. 89.000. Rồi em kiếm thêm khúc cái này 2m cho chị Hà Dung. Rồi em chào chị Hàng Ly. Em có bi nền đen bông trắng không? Bi nền đen bông trắng hiện tại có bi thôi chứ còn nền đen bông trắng thì chưa thấy. Vừa bi. À bi nền đen mà cái bi trắng đó đúng không? Tại vì bi rồi bông thì không có. Rồi hết. Giờ em còn khúc này được hơn 1m ha. Em còn khúc này hơn 1m, chị nào lấy thì comment nè. Rồi còn khúc này, vậy là giờ em còn hai khúc. Một khúc 1m8 là 89. Rồi chị Bích Ngọc Trần lấy khúc nào thì comment ha. Khúc này 1m8 89 nè. Rồi còn khúc này 53.000 hơn 1m ha. Khúc này 53 hơn 1m. Rồi chị nào lấy khúc nào thì comment ha. Khúc này chắc được 1m1 đó. Rồi 89 em chốt cho chị Bích Ngọc Trần. Rồi em còn khúc này 53k. Chị nào lấy thì lấy ha. Cái này xinh lắm luôn á. Về mấy chị may đầm 2 dây cũng rất là đẹp nha mấy chị nha. Mấy miệng con này nó mất nên mình đi mở rồi. Bi nền đen này giờ chưa có, chờ lát nữa lấy nha chị. Rồi cái này còn lại nhìn cái này scape nè ha. Rồi đây. Mình hàng này thô cô tông nha mấy chị nha, thô cô tông. Chị nào mình thích thì mình may áo, may đầm, may khăn bàn cũng được. Ba. Ủa cái này dài lắm à, lên giùm con cái này sắc màu kèm mét đi mấy cô ơi. Họa tiết sắc màu kèm mét đi mấy cô, thô cô tông 100% có giãn ha. Thô cô tông này có giãn nè. Mấy cô về mình may đầm, may sơ mi, may bộ hoặc là mình làm khăn bà này cũng rất là mát, may mặt ga, mặt gối cũng được nha. Mã này mà cô nào mình không có sợ sặc sỡ, mình may đồ cho em bé. Mình làm mặt ga, mặt gối cũng được, để em coi được mấy mét nè, 3, 4. Rồi khúc này được 4m6 thôi. 4m6 mà rất là mát luôn á, hoặc là mã này là gần tới hè, đang hè nè. Mình may cho gia đình đi chơi, đi trekking là vậy, rất là đẹp luôn không. 149.000 được 4m6 á. Sợi vải đẹp lắm đó cô. Sợi vải dệt rất là đẹp ha. Thô cô tông 100%. Rồi cô nào lấy mã này thì lấy giùm con. Mã này là 148, 148 và 149 nha. 46, cô tông 100% luôn. Rồi hello Thùy Lim Lê Lê. Cái này là may ga cho bé không nè. 46 ha. Rực rỡ luôn, thô cô tông có giãn. Sờ vô mắt lạnh luôn nha bà Thùy Lim Lê nha. Sờ vô mát lắm luôn á. Rồi lên giùm em một khúc linen hoa. Rồi lên nền hoa lên giùm em mã này 135 mấy chị ơi. Rồi 135 mã này, màu xanh đậu ha, 135. 1m 2m. 2m8 ha, 2m8 135. Cái này mà trừ đi cái lỗ thì còn khoảng cỡ 2m 6 thôi mấy chị ơi. Này em còn 2m 6 thôi. Rồi 135 chị nào lấy thì comment nè. Chốt đơn là em trừ ngược lại nha, trừ cái số ký ra lại. Rồi chốt cho chị Trinh Kiều nè ha. 135 chốt cho Trinh Kiều. 2m6 thôi nha chị nha. Còn có 125.000 à. 125.000. Rồi cái này lên đầm siêu đẹp luôn nè. Hàng này người ta gọi là hàng len thun á gì.
hôm qua Chỉnh mới nói con cái này là hàng giống mà len dệt á, con tưởng là lụa mà không phải nha, hàng thời trang lại xịn luôn mấy cô, hàng len dệt gì đó. Rồi mã này là 190 nè, mã 190. Cái này là nền màu kem á bà, nền màu da á, nền màu da nha. Rồi lên giùm con mã này 190 mấy cô, về may áo hoặc là về mình may đầm rất là đẹp luôn. Hàng có giãn nha, mặt hàng này là len dệt rồi. 190, 1, 2, 3, 4, rồi 5 mét nè. Về mình may áo, may bộ hoặc là mình may đầm nha, không cần lót. Cái này dệt siêu đẹp luôn mấy chị. Rồi Chỉnh nó gửi qua, con không có biết cái này ở ngoài cửa hàng gọi là len dệt, siêu đẹp luôn. 190 con chốt cho cô An Nhiên khúc cuối cùng luôn. Cái này là hàng gửi cho sĩ hàng thiết kế mà còn bị sót lại á, sót khúc ngắn quá sĩ không có cắt hàng được, chứ cái này mà dài dài là con hết lâu lắm rồi. Rồi lụm cho bà nha, bà lấy hai khúc không, khúc này có 46 thôi, còn khúc nữa, khúc này 46 lấy, hôm nay đưa lại họ tiết cho xem nè. Nền màu da nha, khúc này 46 nè. Rồi lấy thì lên mã lại giùm tôi đi ha. Rồi lên cái mã này là 46, này là 148 ngàn á. Rồi thêm cái này nữa nè, lấy thêm cái này không. Mã là 148, còn cái này được 1 mét, 2, 3, 4. Rồi cũng vậy luôn, cái này dài hơn được chút, được 48. Rồi có 2 khúc thôi, chị nào về lấy ga, may ga cũng được. Rồi khúc này thì dài hơn nè. Rồi 149 ngàn, dài hơn một xíu. Rồi lấy khúc này nha, 148. Rồi tiếp theo lên đuổi tơ giùm em mấy chị ơi. Đuổi tơ kèm mét giùm em màu trắng nè, chị nào mà mua về để mình lót thô theo lining hoặc là về mình may bộ nè. Đây là đuổi tơ nha, đuổi tơ. Chị nào lấy thì comment giùm em đuổi tơ kèm mét ha. Lấy hai khúc luôn hả? Vậy thì em lấy hai khúc luôn hả? Rồi ok luôn, hai khúc luôn. Rồi. Mã này là đuổi tơ, lên giùm em đuổi tơ kèm mét nè mấy chị nè. 1 nè. Tạm nào được không? 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi 10, 10 mét rưỡi ha. Đuổi tơ 10 mét rưỡi. Đuổi tơ chị nghĩ chần chần ấy, em còn có 6 mét rưỡi thôi, tại chị Bích Ngọc Trần mua 4 mét rồi. Rồi giờ còn 6 mét rưỡi chị Nghi Trần Trần lấy được không? Đuổi tơ trắng 10 mét, cân 2 mét nhiêu luôn em. Em còn có 6 mét rưỡi chị ơi. Rồi 6 mét rưỡi chốt cho Nghi Trần Trần, em gộp chung vô đơn luôn nha. Tại chị cũng còn nữa. Rồi ok, ok bà Thùy Lim Lê này, tại chị cũng chưa biết là bà thích cái mẫu hàng khô lông. Không có cái màu sặc sỡ nhiều chứ. Cái này còn là 129 ngàn đó chị. Rồi hết đuổi tơ rồi mấy chị ơi. Rồi lên hàng thô cô tông này dùm em ha. Thô cô tông hoa nè. Thô cô tông hoa khúc này của em 1m8 nha. Cô tông 100% luôn. 1m8 này dùm em 55. 55 ngàn. Rồi mã này 55, chị lấy thì comment dùm em 55. Rồi thô cô tông hoa nè, 1m, 1m45 ha. 1m45 lên dùm em mã này là 41. Con bao nào không khu vào đây hết rồi hả? Con lỡ bao rồi. 141 là chất như vậy hả? Chất thủng thủng như hả? Rồi 55 em chốt cho chị Tước Lê nè, mã này. Rồi em còn một mã 41 nha, chốt cho chị Bích Ngọc. Rồi mã màu vàng này mấy chị, màu xanh, xanh lá ha. Đây mã xanh lá siêu đẹp luôn. Rồi 1m25. Rồi lên giùm em mã này là 38 ạ. 1m25, 38. Mã 41 hết rồi. Rồi lên mã này ha. Khúc này được 1m3 nè. 1m25, 48. Chị nào lấy 1m25, 38 chị nào lấy thì comment nè. Rồi 38 chốt cho Tước Lê. Rồi khúc màu tím này 1m3, 39 ngàn. Khúc này 39 chị nào lấy thì comment giùm em 39 nè. Màu tím này 39, siêu đẹp luôn á. Rồi 39 màu tím nha mấy chị nha. Rồi khúc này linen mấy chị. Linen cái này giống như linen giả jean vậy đó. Rồi 159 ngàn. Lấy giùm em mã này 159 linen số 4 giả jean nha mấy chị nha. Này hơi siêu sang luôn á. Vậy mấy chị thấy cái giả zin của em màu này hơn cái này nó. Cái mình hàng này đẹp hơn nữa nè. Mình hàng này đẹp hơn nữa nha. 1m, 2m, 3m. Rồi 3m6 mấy chị ơi. Chốt cho chị tính Pháp nè. 3m6 chốt cho tính Pháp.
Rồi thêm vậy là cái màu tím này em còn 2 khúc nè. Rồi thêm một khúc này 78, chị nào lấy thì comment giùm em 78. Con like cũng không có nhận thông báo luôn cô. Rồi 178 nha, chị nào lấy thì comment giùm em 178 nè. 1 mét nè, 2 mét. Rồi khúc này của em thì được 2m55. Đây chị mà cứ báo ở đây đi. Rồi 178, 2m55, chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi tới cái này em có nhiều cái ha, chị nào mua về mình may set vest bộ hay là may đầm cũng được, không cần lót mà mình hàng có giãn luôn. Rồi 68.000 mã này lên giùm em 68 nè. 68 cái này là có 2 tấm nha mấy chị, 2 tấm bấm vô nhau nè. Rồi một tấm như vậy là 8 tấc rưỡi ha. Rồi 88 tấc rưỡi, rồi 2 tấm này 68k. Đó. Chị nào mua thì comment giúp em nè, 2 tấm này ha. 2 tấm 68.000. 2 tấm 68. Mua về mình may đầm hoặc là mình lên bộ rồi vậy nha mấy chị nha. Mình về mình may em thấy cái này là mình về mình may đầm ngủ rồi cũng được nữa. 2 tấm này 68k, hàng thô cô tông thun có giãn, hàng thô cô tông này có giãn nè. 2 tấm này 68. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em. Cái này em còn nhiều nha mấy chị nha, em còn nhiều tấm như vậy nè, em còn nhiều tấm như vậy. Chị nào lấy thì comment ha. Đây nè, cung hoàn tiện cho chị bỏ xuống. Để chị bỏ vào đây luôn. Rồi lên màu đỏ ạ. Màu đỏ ha mấy chị ha, màu đỏ. Màu đỏ nè. Rồi khúc này của em được gần 1 mét nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã này 41. 1m41, mình hàng này dày dặn, mình may không cần lót đâu mấy cô ơi. 41k. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em 41k nha. Sọc đen trắng phía sau, hàng kaki thun của chỗ em xíu em like luôn. Rồi mã này 34 này, chị nào lấy thì comment giùm em 34 màu xanh ha. 34 màu xanh để này còn ít quá này em like luôn nha mấy chị nha. 7 tấc rưỡi gần 8 tấc. 34.000 lên giùm em 34 nè. Rồi hàng thô cô tông hoa. Rồi khúc này 35. Rồi lên giùm em mã này 35 nè mấy chị nè. 35 siêu đẹp luôn á. 35k, hàng thô cô tông 100% 35.000 nha. Cái này được 1m15 á. Rồi 34 chút cho Bích Ngọc Trần mã này. Khúc này 35, chị nào lấy thì comment giúp em 35. 35 rồi xanh lá em có một mỏng nữa nè mấy chị nè. 35 chút cho Thùy Liêm Lê. Rồi mã này 33. Xanh lá này 33, chị nào lấy thì lên giùm em 33 ha. Xanh lá này 33 nè. 33 cái này được 7 tấc rưỡi ha. 33 7 tấc rưỡi. Rồi xanh lá vẫn còn thêm khúc này. Rồi xanh lá khúc này 38 nè. 36 không có thôi. Rồi khúc này 38 ha, 38. 38 được 8 tấc rưỡi, 33 chốt cho Bích Ngọc Trần. Rồi khúc này 38 rồi lên giùm em 38 nè. Rồi tiếp theo một khúc màu xanh lá nữa. Rồi khúc này 49.000, cái này không phải 49. Cái này bị lắp nhiều miếng à. Rồi hai khúc. Rồi lấy cho Bích Ngọc Trần thêm một khúc này cho đủ may luôn nha chị nha. Bích Ngọc Trần khúc này luôn. Rồi tặng cho Bích Ngọc Trần một miếng này có chân đăng nè. Cái này thì tặng. Gọi nó đi, đang lại. Rồi con mã này 38.000, chị nào lấy không ạ? À? Bích Ngọc Trần được mấy miếng rồi? Hai miếng này chưa? Cái này 38.000, chị nào lấy thì comment giùm em nha. 38 nè. 38, như chữ tặng. 38 ạ. À. 38, chị nào lấy thì comment giùm em 38 nha. Khúc này được gần 1 mét ha. Màu xanh lá luôn. Rồi màu xanh ngọc nè mấy chị nè. Màu xanh ngọc. 43 lên giùm em mã này 43 xanh ngọc ha. Rồi 43. Được 1 mét hơn nha mấy chị nha. Rồi 43 xanh ngọc đưa như vậy cho mấy chị thấy được cái chân của nó theo ô vậy nha. 43 khúc này hơn 1 mét. Rồi chị nào lấy xanh ngọc nữa thì comment ha. Rồi xanh lá em vẫn còn mấy tấm nè, chị nào lấy xanh lá thì comment giùm con nha. Anh ơi. Rồi 43 em chốt cho chị An Nhiên, cô An Nhiên. Lên đây nè. Rồi xanh ngọc con còn một tấm nữa nè. Rồi xanh ngọc lên giùm con mã này 32. 32 xanh ngọc nè, được 8 tấc ha. 32 xanh ngọc được 8 tấc. Rồi xanh lá còn cô nào lấy nữa không? Con còn xanh lá nè. Màu đỏ. Màu đỏ ha, màu đỏ cô nào lấy thì lên giùm con mã màu đỏ ha. Rồi cứ lên giùm con là đỏ kèm tấm này, xanh lá kèm tấm hoặc là màu gì cũng được. Đây xanh ngọc nha mấy cô nha, màu này cũng rất là xinh nè. Màu này xanh ngọc với hồng sen. Rồi lên giùm con mã này 39 nè. 39 cô nào lấy thì lên giùm con 39. 32 con chốt cho cô An Nhiên, biết phải khúc nào để coi cho con. 32 cô, hình như cô lấy khúc này đúng không? Cô lấy khúc xanh ngọc đúng không? Xanh ngọc. Rồi mã này cô nào lấy thì lấy giùm em 39 ha, hoa nè, hoa xong rồi có chân đăng. 39k.
À, cái này là hàng nhà cắt cắt dư á mấy chị, nên nó có nhiều khúc nhỏ nhỏ, anh chị nào mà mình cần thì mình lấy, mình kèm màu, màu với thêm kèm mét rồi em lụm cho mấy chị nha. Rồi màu vàng nè mấy chị nè, màu vàng. Rồi màu vàng mấy chị nó lấy vàng thì nó sẽ có phối chân đỏ ha. Vàng có phối chân đỏ, một khúc từ 8 tích tới 1 mét hơn. Rồi mã này 34.000 mấy chị nào lấy thì comment cho em 34.000. 34.000. Cái này cũng được 2 tấm nữa, cứ 2 tấm nó nối lại với nhau nên rách, ở đây rách từng miếng ở giữa không. Rồi, cái này xanh ngọc ha mấy chị ha. Xanh ngọc khúc này 1 mét ha. Rồi 1 mét xanh ngọc này là 41k, con nào lấy thì em giảm một chút. 41k giảm một chút. Mã này thì dài ha, cái này dài nè. Này thì dài lắm mấy chị. 1 mét, 2 mét, 3 mét có chị nha. 4. Ở này dài nè. 5 6 7. Còn 8.2 luôn á, cái này chị nào lấy thì lấy giùm em mã màu hồng kèm mét đi. Mã màu hồng, bánh nó bao bọc luôn. Trung. Để máy xếp. Rồi màu xanh dương. À, lấy hết cho chị là chị lấy hết khúc nào, lấy hết cái khúc màu hồng hay sao, lấy giùm em mã màu hồng lấy hết thì em để nha. Rồi cái này 38.000, chị lấy thì lên nhà em 38 nè. 38, cái này còn có mấy tấm mà mấy chị. Rồi khúc này lên nhà em 38 nè. Lên nhà em mã này xanh dương kèm tấm nha. Rồi 2, 3 tấm, tấm nào cũng 38.000 hết đó chị. 38. Rồi lấy hết màu hồng cho chị Bích Ngọc Trần. Rồi cái màu xanh này em có mấy tấm nha. Cô nào lấy thì cầm lên nhà em là xanh kèm mét hả. À, xanh kèm tấm đi. Cái này em lượm được mấy tấm nè. Xanh kèm tấm. Rồi cái này lạ này ha, cái này là mẫu mới này chưa thấy nè. Rồi lên giùm em mẫu này 41.000. 41. Rồi có thêm một miếng nhỏ nữa về mình may cho đủ nè, 30. Một miếng 41, một miếng 30. Rồi chị nào lấy thì comment ha mấy chị ha. Đây một miếng 41, một miếng 30 nha, họa tiết như vậy nè mấy chị. Rồi 41 với miếng 30. Mấy chị nào lấy thì comment nhà em là 41 cộng 30 nha mấy chị nha, 41 cộng 30. Rồi đây là họa tiết mới ha. Rồi họa tiết mới lên giùm em mã này 47 nè. 47 rồi chị nào lấy thì lên giùm em 47k hoa nhí nha. 47k 1,5 m, thô cô tông có giãn. 47k 1,5 m. Rồi 47k chốt cho tước lê nè. Rồi 47k chốt cho tước lê. Rồi lên giùm em mã này màu hồng mấy chị ơi, màu hồng hàng thô cô tông. Rồi mã này 36, rồi lên giùm em 36 nè mấy chị. Rồi 36k ha. 36k 1,2 m. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã này 36,2 m. Rồi mã 47 hết rồi quý sửu. Rồi màu cam. Màu cam 24. Rồi lên dùng em mẫu này 24k. 24k mấy chị, 24k hàng thô cô tông có giãn luôn nha. Khúc này được 9 tấc 24k. Rồi 9 tấc 24 nè. 24 chốt cho cô Ngọc Bích ạ. Rồi lấy dùm con một mẫu màu vàng ha, mẫu màu vàng bằng cúc. Rồi lấy dùm con mẫu này 82. Rồi 82 cô nào lấy thì lấy dùm con 82 nè, 82. Rồi 1 m 2 m. Khúc này được 2,9 m ha. 2,9 m 82k hàng thô cô tông có giãn luôn. 2,9 m 82. Rồi lấy dùm con 82 đi nữa cô ơi. Con báo nó nữa không, thì báo gì đó là chết nó dây dây giận như đi hả? Cũng dây vậy. Rồi 82 chốt cho Hiệp Phạm. Rồi em lên mẫu này là mẫu 35 nè. Rồi 35 chị nói thì lên nhận em 35 hoa mẫu đơn ha. Rồi 8 tấc 35k hoa mẫu đơn. Rồi chị nói thì lên nhận em mã 35. Rồi lên nhận em mẫu này là 89.000. Mẫu này 89 ha. Mẫu này 89. Rồi 89 nha, 1 mét nè, 2 mét. Cái này được 2,75 m ha, 89.000. 89, 2,75 m. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã 89.
Rồi 89 em chốt cho chị Quý Sửu ạ. Rồi mã này 26. 26 chị nào lấy thì lên giùm em 26 được 9 tấc không? 26 9 tấc. Hai bộ con này chốt chưa? Chưa chị. Rồi mã 24 con chốt cho cô Ngọc Bích ạ. Rồi 26 chốt cho chị Tước Lê. Rồi em lên một cái mã này. Em lên chung á chị ơi, Lan Đình bây giờ hay Lan Đình riêng hết rồi á. Rồi mã này 158 hả? Mã này 158 chị lấy thì comment giùm em nè. Rồi được 1 mét nè. 2 3. Rồi 3m6 hả? 3m6. 158 chốt cho Hiệp Phạm nó có một khúc duy nhất à. Rồi một khúc màu vàng mấy chị. Màu vàng hả? Rồi lấy giùm em mã này là 219 ngàn mấy chị. 219 ngàn khúc này dài lắm mấy chị nha. Màu vàng 219 ngàn được 1 khúc mét nè. 2 3 4 5 5m 219. Rồi 5m 219 này siêu đẹp luôn. Rồi chốt cho Hiệp Phạm. Hoa nhí đỏ 35 lên giùm em 35 mấy chị ơi. 35k. 35k được 1m15. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em 35. 35 1m15 ha. Rồi mã này 48 hả mấy chị. 48 1m5 ha. 48 1m5. 35 chốt cho Quý Sửu nè. 48 1m5 chị nào lấy thì comment. Rồi có cái này sọc mấy áo nam nó sọc này được nha chị. Rồi mã này 34 ha. Rồi 48 chốt cho Hiệp Phạm. Mã này 34 là dùm em 34 nè. 34 34 có đăng nha. 34. Rồi lên nhà em mã này 42 mấy chị. Rồi 42 mã này lên dùm em 42 nè. 42 ha. 42 được 1 mét á. 34 chốt cho cô An Nhiên. Rồi 42 chị lấy thì comment giùm em 42. Qua mạng nha. Rồi cái kia. Không hòa tiếp không à. Rồi chờ con chút nha. Dọn này đi đã. 42 chốt cho Quý Sửu. Rồi con cá con cô Hương Đoàn. Mã này 43. Rồi 43 lên giùm em mã này 43 mấy chị. 43 cái này có hai miếng nó ghép lại với nhau nha mấy cô nha. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã này 39 ngàn thôi được mét nè. Đây được có hai khúc. Họ bấm lại với nhau chứ không phải là họ cắt đâu. Rồi 43 cái này giảm còn 39k. 43 miếng nó giảm còn 39 ha. Còn cô nào thích màu đỏ lên giùm con mã này 40 nè. Màu đỏ 40. Rồi con màu đỏ 40 nha. May chân váy áo ô khoác hay là mình may quần may bộ cũng được. Rồi một mã màu xanh nè ha. Một mã này màu xanh đi rất là dễ thương luôn. Rồi lên giùm em cái này là 38 ngàn. Rồi màu xanh này 38. Màu xanh này 38 nha. Rồi còn họa để con đăng Facebook với tại cái họa tiết nó giống giống nhau á. Xanh lá có cô nào mình mới vô mình chưa lấy không? 39 ngàn mã này lên giùm con nè. Xanh lá 39 nè ha. Xanh lá 39. Xanh lá 39. Rồi giọng của bao. Cho nó gọn luôn rồi nó đâu gọn đó. 38 ngàn mã này. Rồi mã này 38 màu này rất là nhẹ nhàng ha. 38 con nào lấy thì lên dùng con 38 nè. 38 màu nhẹ nhàng 8 tấc rưỡi 9 tấc gì đó. 38 màu nhẹ nhàng. Rồi xong. Mấy mẫu này nó trùng trùng không mấy cô ơi. 38 con chốt cho cô An Nhiên mẫu đó nè. Cái mẫu đó cô An Nhiên có muốn lấy thêm khúc cho về thủ may không? Để con lựa cho thêm một khúc nữa nè. Nó họa tiết giống như vậy luôn á. Rồi khúc này cũng là cái này 39 ngàn nó dài hơn miếng nha. Rồi lấy cái này thêm một khúc nữa cho chị Nguyễn Hồng nè. Chị Nguyễn Hồng. Rồi cô Châu cũng mua một khúc đó đúng không? Cái khúc đó con không biết còn không chứ. Mấy màu khác thì còn. Nãy giờ có mấy khúc bỏ vào trong rồi. Rồi cho cô Châu một khúc nữa nè. Cô Châu một khúc luôn. Rồi cho lên. Cho bao đi em.
Bà thương em quá hả? Rồi con còn nhiều cái hoa lắm nha mấy cô. Mà không biết là mấy cô có ưng không. Rồi có gì con cho xếp lại rồi đo kích thước. Đăng đi được cô nào cần thì mình lấy được, con còn thêm một tấm lá tre thì cô nào cần thì mình lấy thêm một tấm 38 nữa. Rồi thêm một cái này 38 nữa, cô nào lấy thì comment giùm em. Rồi chờ em xíu thì chị Lê Khánh đây. Rồi đầy đo. Rồi không có miếng to hơn. Nó có một miếng kích thước cỡ đó thì nếu mình lấy thì mình lấy hai tấm. Cái miếng to hơn không có. Vì cái này là hàng, hàng này là hàng stock á. Hàng của nhà cắt cắt dư á. Rồi 38 cho cô An Nhiên miếng này. Rồi cho con An cái cây kia phía sau nha mấy cô nha. Rồi đồng giá 120. Rồi con lên cái phía sau này được không? Rồi con lên nó gần lên. Để con đấy không? Chật có không phải chạy ra ngoài đi. Rồi cái này kaki thun nha. Kaki thun. Lên giùm con mã này là mã xanh lá nè, ký 120 thôi. Rồi kaki thun lên giùm con mã này mã xanh lá kèm mét. Cô nào lấy thì cầm con, comment giùm con là mã này mã xanh lá kèm mét kaki thun giảm rất là nhiều luôn. Một ký 120. Rồi hàng này 120 một ký chứ không phải 150 nha. Hàng này con hết cái thịt bá thôi có tống rồi đúng không? Có thưa con không? Không có tống con, hòa tiệc như rượu không phải đâu, hòa tiệc bóng bóng nhẹ nhẹ. Gì coi con. Rồi xanh lá em cắt 4 mét cho cô Hương Đoàn. Giờ là tới cái hàng này là 1 ký 120. Cho con cập nhật cái giá lại một xíu nha mấy cô nha. Kaki thun nè 120k 1 ký ha. Kaki thun thì bên con mình hàng này rất là dày, nó là gọi là kaki cô tông á mấy cô. Sờ vô là mát lạnh luôn nha. Sờ vô là mát lạnh luôn. Mấy cô có thể về mình may đầm body nè, về may đầm được. Hoặc là về mình may may quần, may bộ. Hoặc là mình may áo khoác, áo sơ mi cho nam nữ cũng được luôn. Thì có rất là nhiều màu, lên từ từ ha. Rồi xanh lá nè. Mấy cái kaki thun này ở ngoài mình hàng nó xịn lắm mấy cô. Giống như là đây giờ mình hàng kaki cô tông á. Mà nó có giãn nha. Nó giãn và nó mát lạnh luôn. Sờ vô nó mát lạnh luôn á. 1, 2, rồi 3, 4 mét cho cô Hương đoàn ký 120 nha baby. Rồi 4 mét cho Nghi Trần Trời. Mẫu này mấy cô về mình may may được rất là nhiều, về may bọc ghế sofa luôn được luôn nha mấy cô. Mã này mình về mình may bọc ghế sofa được luôn. Còn 1 mét nè, 2 mét, 3 mét, 4, rồi con còn khoảng 4m7 ha. Hàng này kaki cô tông nha, nên sờ của nó rất là mát luôn. Con còn 4m7, 150k. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã này 150, con còn 4m7 thôi nha mấy cô. 4m7, 150. Rồi mã này 150 lên giùm con 150 nè ha. 4m7 150 kèm mét cũng được rồi con cắt ra cho. Trời nó mát ghê lắm luôn á. Để ở đây mà mình hàng nó nhà con là ở dưới này là không có máy lạnh đó. Mà nó mát rượi à. Rồi màu vàng này cô nào mua may bọc ghế sofa lên giùm con mã màu vàng kèm mét ha. Vàng kèm mét kaki thun. Về mình may áo khoác, may quần. May quần mà đi phượt cũng được. Hoặc là mình may áo khoác nè, mình may đầm ôm cũng được luôn nha. Rồi mã 150 con chốt cho cô Trang Hồng. Rồi cô nào lấy mã này thì lên giùm con là mã màu vàng kèm mét. Mã vàng này mình cũng có thể về may bọc ghế sofa nè ha. Vàng kaki thun nè. May bọc ghế sofa, may áo khoác, may quần sọt, may đầm ôm, đầm body được luôn nha mấy cô. Cái này nè, này là kaki cô tông nên sờ nó mát lạnh luôn. Kaki cô tông có giãn ha. Lên giùm con mã này mã vàng. Rồi lên mã chấm bi giùm con ạ. À. Chấm bi à, xem cái hoa hồng trên cây sao sao. Cái đó cũng là kaki cô tông luôn á. Chờ con một xíu nha. Tại cái này đang bưng nặng quá. Cái đó là kaki cô tông luôn á cô. Kaki thun luôn á.
vàng 4 mét thì chị nghi trần trần, thì chị nào lấy bi thì lấy một con mã bi nè, bi kèm mét nha. Do cái này nặng thế này, bỏ như thế này mất vị. Rồi vàng 4 mét. À cái này mấy cô về may bọc nệm sofa là được hết nha mấy cô. Này nè. Rồi vàng 4 mét cho chị Bích Ngọc Trần hả? À. Rồi bi 6 mét cho bi bi Trần Trần nè. Có ai lấy bi không mấy cô? Rồi mã này cô nào mua mình mua về mình bọc ghế sofa cũng được nha mấy cô nha. Mình làm bên cái nào đó đó. Rồi cái này em còn khoảng mấy mét nè. Vàng này em còn mấy mét thôi nha mấy chị. Rồi vàng em còn mấy mét thôi. Còn chị nào lấy vàng thì comment vàng giúp em nha. Còn chị nào lấy vàng thì comment vàng giúp em. Rồi bi 6 mét cho Nghi Trần Trần nè. Rồi vàng này em còn 223 ngàn. Chị nào lấy vàng nữa thì comment vàng rồi em cắt ha mấy chị ha. Comment vàng rồi em cắt. Rồi bi 6 mét cho chị Nghi Trần Trần nè. Này hàng cái kia cô tông mát lắm đó mấy cô mấy chị ơi. Rồi bi này em còn có mười mấy mét thôi. Rồi chị đã lấy bi nữa thì comment giúp em ha. B 1m2 cho hoa kem kẻ sọc trắng hông là cái đó cũng là vải ca kem cô con luôn á cô, hàng ca kem thun luôn á. Chị gom vô cái vải này em mang vô giật luôn. Chờ con xíu nha, cái này nó bị kẹt bế rồi. Rồi hoa ở trên xào nè. Hoa. Hàng này cũng là hàng kaki thun luôn nha mấy cô. Nguyên phía sau là hàng kaki hết. Rồi cái tấm này là 112k. Này 112. Này 112 hàng kaki luôn. Này của con còn 2m. Rồi 2m 112 nè. Mình hàng kaki siêu dày luôn, có giãn ha. Kaki cô tông mát rồi rưỡi luôn á. 112 được, cô nào lấy thì lên giùm con mã 112. Mình lên trên váy, lên quần hoặc là lên đầm đều được nha. Mình hàng này có giãn.
Rồi mã này 112, chị nào lấy thì comment giùm em. Hồi nãy chị đã hỏi hoa hồng nè, ca cây cô tông nha. Ca cây cô tông, mã 112. Rồi chị nào lấy mã này thì lên giùm em 112 nè ha. 112. Này của em được 2 mét. Rồi hoa này lấy cho chị Hương Đoàn hàng Lining. Lining sớ, Lining 1kg 150. Đây là 1kg 150 nha. Rồi khúc này 53 ngàn. Rồi 53, cái này là Lining nè. 53 rồi lấy cho chị Hương Đoàn mã này 53 ha. Khúc này hơn 1 mét thôi. Cắt bi mấy thằng. Em tặng cho chị Hương Đoàn thêm một miếng nhỏ về để mình đủ mình may nha. Cái này là nhỏ. Nó nhỏ nhỏ. Rồi cái này ghi chữ tặng, rồi mình phối mình may vô tay áo đó, cái kia hơn có 1 mét à. Rồi mã 112. Chốt cho Hương Đoàn cái mã này luôn nè. Rồi chị Quý Sửu comment sau nè. Cắt một bi 1m2 cho hoa kim. Hàng này độc lạ lắm nha mấy cô. Nói chung là mấy cô cứ mua cái hàng này thử, tại vì hàng này rất là hiếm khi về. Mà mình muốn mua cái vải kaki ở ngoài, nếu mà cái chỗ của mình nó không có chuyên về vải á, thì mình mua cũng rất là khó. Rồi. Và nếu như mà cái khu vực của mình không có chuyên về chỗ bán vải thì mình mua những cái mẫu này rất là khó luôn. Rồi em lên tiếp theo mã sau là mã bem nha, em lên từ từ cho nó khôi, cho nó khỏi đổ xuống dưới nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã bem đi mấy chị nè, bem không? Cái này là hàng, nói là hàng kaki mà sợi vải nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi lấy những em mã này beo đi mấy chị. Beo kèm mét nè. Beo kèm mét ha. 53 lên đỉnh em hết rồi chị Vũ Huệ ơi. Rồi beo đi ha. Beo 4 mét cho Bích Ngọc Trần nè. Rồi bi 5 mét cho Hà Giang. Beo 5 mét cho Hà Giang luôn. Rồi beo chị nào lấy nữa thì comment giùm em ha. Beo 1 mét 2 chị Tước Lê. Dạ may đầm ôm được chị, may đầm body được luôn á. Cái này may đầm hot girl được nha mấy chị nha. May đầm ôm, may đầm quay ngực, may yếm váy hoặc là quần váy đều được. Cái này mà chị nào mà nhà mình có máy mà may được quần bò á mấy chị, may được quần jean đó là mình may được luôn á. Rồi 1,5 mét cho Quý Sửu nè. Ở nhà chị nào mà làm quần bò được á là mình may cái này được luôn nha mấy chị nha. Cái này may được đầm ôm luôn á cô Thanh Loan nha. Cái này may được đầm ôm luôn, hơi bị sexy luôn. Tại ở trong con mang cái đầm này nên con ôm nó không có ra được bằng khúc nào hai khúc đó. Cái này may đầm ôm đẹp lắm á. Rồi cái này con còn có mấy mét rồi, còn có 3 mét mấy rồi mấy cô ơi. Rồi beo này con còn có 3 mét. Rồi beo này còn có 3 mét 7 thôi nha mấy cô. Beo này còn có 3 mét 7 à. Rồi cô nào lấy thì comment nè. Rồi beo con còn có 3 mét 7 thôi. Chị Hà Giang lấy 5 mét rồi. Hà Giang lấy 5 mét beo rồi. Hà Giang mã này chị lấy rồi đó. Rồi 3 mét 7 này là 184 nè. Rồi cắt 2 mét 2 cho cô Thanh Loan. Rồi xong. Thôi nhường cho cô Thanh Loan một xíu đi cô ha, chị ha. Để lát nữa còn có cái mã beo tiếp theo nữa. Rồi, một ký này khoảng cỡ 2-3 mét thôi. Vì hàng kaki thun, kaki cô tông á. Hàng này, rồi em còn cái này khoảng rồi 1,5 mét nha mấy chị. Còn 1,5 mét chị nào mua về may đầm hoặc là may áo khoác cũng được ha. Rồi em còn 1,5 mét lên em 75 ngàn. 1,5 mét 75.
Rồi còn Bi chị nào lấy thì comment ha. Ánh thì Nguyệt lên số điện thoại giùm em ha. Bộ hay 5 mét bí vậy? 5 mét bí. Tuần sau em cho thằng bé nó chở hàng ra cho chị luôn nha. Cái thằng nhóc chứ. Thằng bé. Rồi em còn 1,5 m 75 thì chị nào lấy thì comment nha. Rồi em còn 75.000 mã beo này thôi. Rồi đây giùm em mã hoa nè. Thì lấy đều thôi, mất công là nó bị nó đổ xuống á mấy chị. Nó đổ xuống. Có một ly sữa dừa. Rồi lấy giùm em mã này xanh ngọc mấy chị. Mã xanh ngọc kèm mép ha. Xanh ngọc kèm mép. Rồi chốt mã beo này cho chị Ánh Thiệt Nguyễn. Rồi em cảm ơn chị Mỹ Tiên nha. Rồi lấy giùm em mã này, mã xanh ngọc này ha, xanh ngọc. À, cái này chị nào mà mua về mình may đầm ôm hoặc là mình may yếm, may xích yếm váy hoặc là yếm quần đều được ha. Rồi lấy những em mã xanh ngọc kèm mép áo khoác hoặc là chân váy đều được, mã xanh ngọc nha. Chị nào lấy xanh ngọc thì lên giùm em mã này là mã xanh ngọc, mã xanh ngọc kèm mép giùm em ha mấy chị ha. Xanh ngọc kèm mép nè, xanh ngọc kèm mép. Rồi mã xanh ngọc nha, chị nào lấy thì comment giùm em ha. Xanh ngọc kèm mép nha, kaki cô tông, sờ vô mát lạnh luôn nha mấy chị. Rồi mã xanh ngọc. Rồi tiếp theo là mã này là mã sọc hồng mấy chị ha. Nặng có vẫn không nổi. Rồi mã sọc hồng nè. Chị Hạnh Nguyễn lấy 2 mét là mã sọc hồng hay là mã xanh ngọc vậy? 2 mét mà xanh ngọc đúng không? Rồi đây những cái mã này, mã sọc hồng kèm mép ha mấy chị ha, sọc hồng. Kaki khung nha mấy chị nha, kaki cô tông có giãn. Rồi đây những em sọc hồng kèm mép nè. 2 mét xanh ngọc cho chị Hạnh nè. Chị nào lấy cái sọc hồng về may đầm ôm hay mấy gì thì comment giùm em ha, sọc hồng. Rồi 2 mét xanh ngọc cho Hạnh Nguyễn nè. Ôm giảm tay lên chuột liền. À, Ảnh ơi, đỡ một bó kiến cúc trước em để riêng ra lại, mình chị like xong chị coi lại kìa nhé. Rồi 1,5 m cho chị Quý Sửu nè. Rồi sập hồng này con chị nào lấy thì comment giùm em ha, kaki thun nha. Rồi 1 kg 120 á mấy chị, em cắt xong rồi thứ bảy chủ nhật chốt đơn nha. Rồi mã 1,2 m cho cô Thanh Loan nè. Rồi sọc hồng còn cô nào lấy thì lấy giùm con sọc hồng nha. Rồi con lên sọc đen này mấy cô. Rồi sọc đen cô nào lấy thì lấy giùm con mã sọc đen ha, sọc đen. Rồi kaki cái này mấy cô lên quần đẹp lắm á nha. Sọc đen này nè. Sọc đen lên quần hoặc là lên chân váy là dễ rất là đẹp luôn. Lên áo khoác sang. Tại màu đen với màu trắng là hai cái màu basic lắm luôn á, và mình khó mà
khó mà nó bị lỗi thời lắm mấy con. Rồi con lên thấy sọc đen thì lên giùm con mã sọc đen này mấy con ơi. Sọc đen này ha. Sọc đen, bữa nay mã thì lên chuột con cùng thiệt. Sọc đen kè mé giùm con nha, kaki cô Tâm nha. Mình hàng mát lạnh luôn. Rồi hai mét sọc đen cho cô Tí Hoàng. Sọc đen này mình về mình may cùng sọc nam được nè mấy cô nè. Mấy cái mẫu này, trong mấy mẫu này là mình may sơ mi nam được nha. Sơ mi rộng rộng ấy. Rồi một mét mốt cho chị Tính Pháp nè. Đó hàng kaki mà mấy cô thấy con kéo vải nó nhẹ ghê không. Hàng kaki cô Tông á mấy cô. Kéo vải nó nhẹ nhàng gì đâu luôn á. Lên một cái đầm kaki hoặc là lên một áo khoác á, nó có giá lắm nha mấy cô nha. Rồi một mét sọc đen cho chị Phương Vũ nè. Rồi 4 mét sọc đen cho cô Hương Đoàn. Cô Hương Đoàn cái này nó bị giống như là để xong nó bị hư cái biên một xíu chứ không ảnh hưởng vô vải nha cô nha. Rồi 1m2 cho cô Mai Trần. Cái của cô Hương Đoàn em ghi vô là giảm 10.000 cho bị rách biên đi. Mở một ra rách biên. Hoặc đi bên này đi. Rồi cô nào lấy sọc đen thì comment giùm con nha. Sọc đen ha. Cây vải cũng đổ, mấy cái sắp đó chị cũng đổ thiệt. Đó, để đi. Rồi lấy giùm con mã này là caro ha, caro vàng nè. Rồi 1m2 sọc đen chị Á Nhân Lê Thị. Rồi sọc đen này đẹp lắm nha mấy cô. Sọc đen này thật ra là mình lên đầm body lên quần lên áo khoác, áo vest gì cũng được hết. Hàng kaki cô Tâm nha, sờ vô mắt rưỡi luôn. Quay. Hãy nhấn cái thêm. Hàng kaki chủ yếu là mấy cái họa tiết này, ít họa tiết hoa lắm luôn, à có họa tiết hoa. Mỗi nằm ở dưới rồi. Chờ một xíu em like hết mấy cái này xong rồi nó lòi hoa ra. Phải nằm ở dưới rồi. Nặng lắm mấy chị ơi. Rồi đây giùm con mã này là caro vàng này ha. Cái này thì con có ít mét thôi. Caro vàng này có đâu 2, 4, 6. Cái này con có khoảng 6 mét mấy thôi nha mấy cô nha. Có 7 mét à. Cái caro vàng này con có 7 mét thôi. Rồi cô nào lấy thì comment giùm con caro vàng nè. Cô phải nghe tên phone vô. Rồi lấy giùm con mã này là caro vàng nè. Caro vàng ha. Rồi caro vàng có 7 mét lấy hết cho chị Hà Giang luôn nha. Kaki có mềm không? Vì lại có loại kaki cứng đơ. Không, cái kaki này không có cứng đâu. Cái kaki này mềm lắm. Kaki này may đầm ôm được luôn á. May đầm body á. Rồi lấy giùm em mã này mã hoa. Hoa đen luôn. Rồi hoa nè. Chị nào mới nãy hỏi hoa luôn. Ôi nặng lắm đó chị. Bấn này lên cơ hết luôn. Rồi lấy giùm em mã này mã hoa. Rồi mã hoa này lên đầm đẹp mấy chị nè. Hoa này giống như hoa mặt trời, hoa sen hay là hoa sen gì đó. Nó giống như hoa sen hơn ha. Mà hoa sen thường là không thích, không có cành. Mà cái này có cành. Rồi không biết hoa này hoa gì hết. Rồi lên giùm em mã này là mã hoa kèm mét đây mấy chị ơi. Hoa kèm mét. Hoa là gì? Dạ cái này là hàng kaki á, kaki cô Tông. Hàng kaki cô Tông. Kaki cô Tông có giả nha, mềm rồi rưỡi luôn. Rồi 1m2 hoa cho chị Vi Đào, hàng kaki cô Tông nha mấy cô mấy chị nha. Nhưng mà giả nhiều loại này về mình may đầm body, may quần, may chân váy, may yếm hay là mình may áo khoác đều được. Rồi 1m2 cho Vi Đào. Em
với chị, dạo này không biết Facebook nó quét kiểu sao á. Bản thân em like mà em còn không nhận được thông báo luôn mà. Rồi 5 mét cho chị Hòa Phạm nè. Cái đơn này tách đi riêng nha chị nha. Phải có cái đơn trước đó là mấy bạn đang chốt ở trong là gần chốt với chị rồi đó. Có mấy bạn đang nhắn chốt cho chị á. Còn đơn này em đi riêng. 1m2 cho Nhung Nguyễn, chị Nhung Nguyễn này bị rất biên một miếng rồi. Rồi em tính em giảm cho nên chị nha. Rồi ghi chị Nhung Nguyễn á giảm 10.000 do bị mất biên đi. Mà em có đưa chị á. Ủa đi trong cái gì đó hả? Nó chần đoạn vì sao? Viếng lớn hả? Thế hả? Mà gió thì gió lên sao thì viếng lớn? Nó đâu có đập ái đó, đâu ai đừng đập ái. Anh có câu dưa cho hiện không? Ăn tội chưa? Ăn chưa? Đi ăn đi. Đặt bàn về ăn đi. Sao nó không bộ sức bụng thuộc lắm bây giờ á. Rồi lên giùm em mã này, mã hoa kèm mét nè. Nội phải nghe đó. Lên giùm em mã hoa kèm mét. Mã Thiến đặt coi có dưa có uống chưa. Hoa nha mấy chị nha. Hoa cho chị Kim là 2 mét rưỡi. Kim mập á, Kim mập. Em lại đi mất lượt coi. Để con Liên nào con hận thụ rồi ngồi anh Thiên con có được 3 ly con không không chị nha. Rồi mã hoa. Có chị nào lấy hoa này không thì comment giùm em là hoa nha. Hoa. Mấy cái đó mấy chị về mang đầm ôm, đầm body đều được hết. Rồi cái beo này là nó dễ thương lắm chị này. Beo tím dễ thương. Rồi lấy giùm em bảo mã này là beo tím mà nhìn nó hơi sợ sợ một chút tại vì đây là hình giống hình da trăng á mấy chị. Rồi lên giùm em beo tím mà. Beo tím. Hàng Catricotone nha, sờ vô mắt rượi à. Dạ em đang ăn cắt bán là 1kg 120, 1kg khoảng cỡ là 2,5 m tới 3m, 3m mấy thôi. Cái này hàng kaki á mấy chị. Nhưng mà là hàng Catricotone chắc mềm chứ nó không có khô cứng nha mấy chị nha. Chất rất là mềm, mềm mà nó mát lắm luôn á. Rồi hoa 1m1 của chị Trần Thị Hương à. Rồi em còn mã beo tím, chị nào lấy beo tím ra giùm em beo tím. Rồi beo tím nha, rồi chị nào lấy thì lên giùm em beo tím. Rồi em có cái bi lớn này ha. Bi lớn thì chất này chất kaki nhưng mà em thấy chất nó mềm hơn. Để em cân thêm thử cái này 1 ký khoảng được bao nhiêu. Cái này 1 ký trong khoảng cỡ gần 4 mét đó mấy chị. Cái này được 3kg 140g 377 nha. 377 kèm mét. Nó giùm em 377 kèm mét nè. Coi còn được bao nhiêu mét. 377k. 377k được 2 4 6 8 10 13 mét rưỡi, 13 mét đó chị. Cái này em còn 13 mét nha. 13 mét. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã 377 hoặc là mã bi kèm mét cho mấy chị nha. Em còn 13 mét thôi. Chị sẽ bẻ nó sẽ làm lực quá xong nó rù xuống cũng. Rồi lấy giùm em mã bi kèm mét mấy chị này. Bi ha. Bi. Bi kèm mét chị nào lấy thì comment giùm em ha. Bi này mềm nha mấy chị nha. Bi này mềm. Bi này mềm nè chị nào lấy thì comment giùm em ha. Mềm mát lắm luôn á. Rồi lên bi giùm em nha. Rồi 1m4 cho chị Ánh Thị Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy bi nữa thì comment giùm em ha. Bi. Rồi mã này caro này. Cho nhà chị nào mà mình muốn may áo, may quần cho mấy anh chàng, mấy anh hot boy của nhà mình. Rồi caro ha mấy chị ha. Caro này cũng rất là dễ lên đồ luôn. Rồi bi 1m5 cho chị Ái Nhân Lê Thị nè. Ủa đâu rồi? Caro hôm qua em lấy chưa? Lấy rồi. Lè. Tôi có tiền lương hả? Dạ đủ nha chị nha. Rồi 2m5 cho chị Kim Lành. Rồi bi này còn chị nào lấy không thì comment giùm em ha mấy chị. Bi này còn ai lấy thì comment giúp em. Rồi caro 5m cho Hà Giang. Nói caro nó chảy luôn. Ừ? Chảy hang á hả? Ừ, hết luôn. Caro này đẹp mà.
cái đó này đẹp lắm mấy chị nha. Về mình may áo cho nam hoặc là may quần đều được, mà mình may áo khoác hoặc là chân váy đồ cũng rất là đẹp mấy chị ơi. 2 3 này cái cách này, này giãn nhiều lên á, này mềm lắm nha mấy chị, cái hàng kaki này mềm lắm luôn nha, mềm mà nó mát rượi à. Rồi caro 1m2 chị ở Nhân Lê Thị nè, cắt kiểu đi xong ngay mai tay kiểu ngọn cãi hình thằng quẹo lên. Rồi có chị đã lấy caro thì comment giùm em caro nha mấy chị nha. Nó tước được hả? Tước được không hả? Vì mỏi tay nữa, nó tước được nữa. Mỏi tay. Rồi caro chị đã lấy nữa thì comment giùm em, em còn có mấy mét hả mấy chị? Caro em còn có mấy mét thôi nha. Rồi sọc xanh lá mấy chị ơi. Còn nhất là lái quá chứ bạn cũng đẹp á. Tại cái bào giòn, do cọ bào thôi. Nó vậy em sọc xanh lá ha. Dạ dày dặn chị, dày dặn có giãn. Mình hàng mát cái này, mình hàng kaki cô tông á. Rồi bây giờ em sọc xanh lá kèm mép, sọc xanh lá. Để em kiếm ai à, đây còn bông nữa nè. Mà em phải bưng hai cái này xuống là mới lấy bông được. Rồi lấy giùm em sọc xanh lá kèm mét ha mấy chị ha, sọc xanh lá kèm mét nè. Sọc xanh lá kèm mét. Chị nào lấy thì comment giùm em xanh lá kèm mét nha mấy chị nha. Sọc xanh lá kèm mét. Đó. Chị đụng cái gì chị ngoài. Này dội, ống dán dội nè. Hả? Ống dán dội. Rồi xanh lá 1m5 cho Trần nha. Ông xẹp dán dội. Và nó cũng là kaki luôn chị, vàng chấm bi á. Nền vàng bi màu trắng ha, kaki thun nha. Kaki cô tông luôn. Rồi lấy giùm em mã này là mã hoa nè. Mã hoa. Rồi lấy giùm em mã hoa đào kèm mét nha mấy chị nha. Hoa đào kèm mét. Này mấy chị lên ôm cũng lên đầm ôm rất là đẹp luôn á. Hoa đào mấy chị nha, hoa đào. Hoa đào kèm mét ha, chị đã lấy thì comment giùm em mã hoa đào nha. Hoa đào. Rồi vàng, vàng bi này 5 mét cho chị Hà Giang. Cái này cũng là hàng kaki cô tông luôn nha mấy chị nha. Vàng chấm bi nè. Cái gì sẽ công luôn. Cánh gân này cái cánh cái đó đó. Và 1 kg tùy loại á, nó sẽ dao động từ 2m5 tới 3m5 á chị. Đa số là khoảng gần 3m nha chị nha. Đến chuột không? Ê, bữa đâu còn thêm đâu. Hả? Bữa đâu còn thêm đâu. Thôi bùa chi vẫn liên lại. Chuột lên luôn. 2m5 cho chị Hiệp Phạm nè. Sao mình chưa, sao chưa chốt đơn cho chị? Ủa anh ơi, em coi trong bao Minh Minh, bao chữ M, chữ chị Minh Minh, sao chưa chốt á? Chị nói sao chưa chốt đơn kìa. Chốt hết đơn là sao giờ chưa chốt đơn của chị? Cái bi này em còn có 1m1 thôi nha. Chị chờ em cho kiểm tra lại nha. Chị bi đào ơi, còn có 1m1 à, 52.000. Hoa đào 2m trái Nhân Lê Thị nè. Của chị Mính Mính á. Chị nhận bia cho em nha, để lại được inbox trong Messenger nha. Ở bên kia kìa. Ở gần mấy cục hàng bao to, em dỡ tấm vải lên có hai mà cái dây sạc bên á. Rồi hết rồi chị Hoa Đào, chơi chị Vi Đào ơi, còn có 1m1 à. Vậy là chị lấy luôn đúng không? Rồi lấy cái này cho chị Vi Đào luôn nè. À
riêng cái hoa đào này là hàng kaki thơm, cô tông có giãn, nhưng mà mình hàng nó nhẹ hơn nha, cái này khoảng cỡ hơn ký, một ký nó hơn 4 mét á. Chờ em cân thử nè, cái hoa đào nó nhẹ ký hơn mấy cái khác nha mấy chị nha. Cái này một ký đó là một ký khoảng cỡ là gần 4 mét, và cái này 2 mét hơn là 530 gram. Cái mình hàng là nó vừa hơn, nó không có dày giống mấy cái mình hàng kia. Rồi caro trắng đen 1,5 mét. Giống như cái mình hàng caro trắng đen nó dày hơn nè. Mình hàng caro trắng đen là một ký khoảng gần 3 mét thôi, còn cái kia là phải được 3,5 mét. Rồi 1,5 mét chị Trần Nga nè. Thơ cô tông màu không con ơi? Thơ cô tông màu con có luôn á. Con có màu hồng, có màu hồng, màu xanh. Con có cái KT cô tông màu tím với màu xanh min nữa. Mình hàng đó là đẹp, nó mướt hơn KT cô tông luôn á cô. Chờ con một xíu nè. Rồi màu cô Phạm Hiền có lấy màu hồng không? Rồi cái hoa đào này còn chị nào lấy nó không nè, hoa đào này đẹp lắm mấy chị. Hoa đào này mấy chị về may đầm công sở được nha. Hoa đào này nè, về mình may đầm công sở được, may đầm 2 dây, đầm công sở, may đầm yếm, quần yếm, chân yếm. Nhưng mà nếu như chị nào mà có nhu cầu may khoác hoặc là mình may yếm á, thì mình lên lấy cái lá loại dày hơn, nó đẹp hơn. Còn cái loại này mình lên đầm bình thường hoặc mình lên đầm giống như là đầm công sở, đầm đi chơi, đầm đám cưới thì cái này nó đẹp hơn ha. Này nó mịn hơn, nó mịn lắm. Mịn mà nó mát trưng luôn á, mát rượi luôn á. Lên cái cô tông màu cho cô ha. Cô tông màu con biết ở đây có sẵn được mấy màu nữa. Có một miếng nhỏ xíu vậy ta. Rồi thôi cô tông màu con coi có sẵn có cái bé màu hồng ở này, lôi dây đây chị được không? Dây đây chị được không? Rồi con có cái này, cô nào lấy thì con giảm cho mấy cô một nửa, vậy mình may còn sọt cho anh Nam nè. Rồi khúc này 66k lên giùm con 30 thôi. Hình như nó bị gì đây nè. Cái này đâu có bị gì đâu ta. Đây nó bị dơ á mấy cô. Nó bị dơ bên này ha. Rồi em chắc có chị Hà Giang nè. Rồi. Rồi cái đó là 66 giảm còn 30, con chốt cho cô chị Hà Giang. Rồi con có cái cô tông này màu hồng này, cô lấy thì comment giùm con bán 120 luôn nè, tại còn ít quá. Rồi lên giùm con mã màu hồng kèm mét ha. Mình hàng này 100% sợi cô tông luôn. Hàng thô cô tông nha. Lên giùm con mã này mã màu hồng ha, mã màu hồng. 100% cô tông. Lên giùm con hồng kèm mét ha, hồng kèm mét. Còn một cây này khoảng cỡ chắc được 16-17 mét vậy đó. Rồi hồng 6 mét cho Hòa Phạm nè. Hàng này hàng cô tông 100%, mình lên áo, lên quần, lên bộ được nha mấy cô. Cái này mình lên bộ được luôn á. Lên bộ được. Đúng rồi, cái này cô tông. Cô tông 100% luôn. Rồi 2 mét cho cô Phạm Hiền nè. Sáu mét cho Hòa Phạm. Rồi tám mét cho Hà Giang Nguyễn. Rồi này còn có 5,2 mét rồi chị ơi. Hà Giang Nguyễn còn 5,2 mét thôi em, ghi còn 5 mét thôi. Rồi em còn cái mình hàng KT, không biết chị nào có lấy mình hàng KT không, KT cô tông luôn nha. Màu xanh min hoặc là màu giữa đấy còn cái bể hóa, cái bể máu hóa đấy là từ lái tới luôn, không có đùng tài hạn nữa. Rồi màu xanh với màu tím muôn. Màu xanh này mình hàng này là giống như là mình hàng KT này mượt lắm nha mấy cô nha. KT cô tông này rất là mướt luôn. Nó giống như là nếu mà cô nào có đi chùa mà mình có đồ bài lai hoặc đồ vật khách, đó là chất liệu của nó giống như vậy á ha. Mà cái này nó dày hơn. Nhiều khi mấy cô mua không có đúng chỗ á, mua đồ chợ thì nó sẽ mỏng. Còn mấy cô mua mấy cái chỗ mà chuyên bán pháp phục thì chất liệu nó dày hơn, thì nó mềm rũ như vậy nè.
con hay thấy cái tông màu xanh này người ta vẫn may đồ đi chùa được, tông màu tím, màu đà, màu lam gì đó. Thì cái chất liệu như vậy để con mô tả cho mấy cô dễ hình dung ha. Rồi chị Hòa Phạm, cái màu này cắt có chưa hả? Không biết luôn á, không biết màu này có chưa. Rồi để lát nữa mấy bạn chốt đơn xem thử chưa có hình, nếu chưa có hình thì comment bao nhiêu mét rồi em cắt cho ha. Em có hai màu là màu xanh với màu tím mô. Màu xanh, rồi chị nào lấy xanh thì comment giùm em là xanh kèm mét, màu tím mô rồi lấy giùm em tím mô kèm mét ha. Để cắt thử 2 mét treo vô xào cho nó đẹp. Xanh kèm mét hoặc là tím mô kèm mét. Rồi nhẹ cái này đi. Rồi cái 2 mét này. Dạ chưa có rồi chị Hòa Phạm lấy bao nhiêu mét vậy? Cái này 2 mét. Cái này thì ký 150 nha mấy chị nha. Mã này là ký 150 hàng KT. 2 mét này là 58.000. KT tính ra giá chưa được 30 nữa mấy chị. Mà nếu mấy chị mua cái KT ở ngoài là giá của nó phải 40 mấy ngàn á. Sờ vô mát rượi mấy chị nha, sờ vô rất là mát. Rồi chị nào lấy mã xanh thì comment nhìn em là xanh nè. Cái này em có cây ở đây em treo đây để cho chị nào lấy mẫu thì em cắt ha. Rồi xanh hoặc là màu tím môn nha mấy chị nha. Tím môn nè. Nhà hai bệ rồi đó, có lại những cái giấy đó. Rồi hai màu này mỗi mày màu 6 mét nè. Rồi 3 mét cho cô Hương nè. Rồi con cảm ơn cô Hồng Diễm đã rất là kiên nhẫn để đợi con. Con cảm thấy rất là có lỗi với cô luôn á. Con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi còn màu tím này nữa nha mấy cô nha, tím môn ha. Rồi có hai màu đó, màu xanh minh với màu tím môn. Rồi chị nào lấy xanh minh thì comment xanh minh. Chị nào lấy tím môn thì comment tím môn. 2 mét là 2 mét cái này là ước chừng là khoảng 57-58 ngàn á mấy chị. Rồi xanh cho chị Vi Đào 1,5 mét nè. Rồi xanh cho chị Kim Lành 5 mét nè. À một cái này em quên nói, em quên giới thiệu luôn. Là chị nào mà mình thích may bọc nệm mà bằng cái mình KT này không giả nha. Nhưng mà là hàng cô tông 100% luôn. Nếu mà chị nào thích may bọc nệm, bọc gao gối, ruột nệm, ruột gối á, bằng mình hàng trơn thì mình có thể dùng cái này vì mình hàng nó rất là mát luôn ha mấy chị ha. Mình hàng nó mát mà. Rồi mã là chị nào mà mình mua về mình làm hoặc là mình may tập về thấy cũng đẹp á, may đồ đồng phục á mấy chị. Đó em có hai màu ha, hai đồ đi chùa nè, hai màu rất là xinh luôn, pastel quá trời luôn. Màu tím môn hoặc là màu xanh nha. Rồi tím môn cho chị Hoa Kim đúng rồi. 2 mét hả? 2 bim. Chú cọ thì mình cắt. Dạ rồi. Rồi còn chị nào lấy tím môn thì em chị đi mua mấy này á, sợ mệt lắm. Rồi 2,5 mét chị Hiệp Phạm màu tím môn này. Rồi chị nào lấy tím nhánh tím thì comment tím, lấy xanh thì comment xanh. Xong rồi em ngày mai em cắt nha. Cắt cho chị nó tranh thủ. Mình hàng nó đẹp lắm mấy chị ơi. Cái loại mà KT có giả thì nó còn mắc hơn ở đây nữa. Rồi màu tím cho chị tính phá 2 mét. Em cắt cho thanh những cục đi, cục tự cục cánh bậm lên luôn. Rồi beo nè, cái beo nó bị dơ đường chân biên nha mấy cô mấy chị nha, nó bị dơ đường chân biên giống như là cái này là hàng người ta để sản xuất bị dơ đường chân biên. Rồi em sale cho mấy chị cái này còn 100 ngàn một ký thôi. Cái beo này nè, mà mình beo là rất là dày nha, beo đậm này nè. Cái này em còn ít mét rồi mấy chị. Em còn 2, 4, 6, này được khoảng cỡ 8 mét á. Rồi khoảng 8 mét thôi nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là beo kèm mét ha, beo đậm đi mấy chị ha. Beo là giống là beo con báo luôn á mấy chị. Rồi lấy giùm em mã này beo, cái này dày nha mấy chị nha. Mình hàng dày về may áo khoác rồi vậy á. Mình hàng này mình về mình may áo khoác hoặc là may áo khoác nam nữ hoặc là may quần thôi, đừng may đầm mấy chị. May đầm cái này hơi cứng á. Đầm này nó hơi dày mấy chị, một ký em nghĩ khoảng hơn 2 mét thôi. Nên chị nào mà lấy cái beo thì comment giùm em là beo nha. Beo đậm kèm mét. Chờ sặc màu rồi ok lên luôn nè. Rồi cái beo đó còn chị nào lấy nữa thì comment giùm em là beo không mấy chị ha. Rồi beo thì em sale ký 100 ngàn thôi nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là biếm ký 100 ngàn. Cũng là mình hàng là kaki cô tông có giãn luôn. Rồi sọc này đúng không? À cái này không phải là sọc. Rồi mã này là lập thể ha mấy chị ha. Lấy giùm em lập thể nè. Này mấy chị về may bọc sofa rất là sang mấy chị nha. May bọc sofa. Lấy giùm em là lập thể đỏ. Lập thể đỏ kèm mét ha mấy chị ha, lập thể đỏ nè.
lên đây này, về may bọc sofa nha mấy chị nha, may bọc sofa, bọc sofa, bọc ghế nè. Rồi lấy giùm em bọc sofa, hoặc là mã này mình may quần sọt nam rất là sang nha mấy chị nha, sang sáng da lắm luôn á. Chị lấy thì em cắt em bỏ cái phần đầu đi nha, cái phần đầu nó bị dính một miếng băng keo. Dạ giãn kaki cotton, kaki cotton hàng có giãn. Đấy là hàng em đang cũng vậy hết, nó nhẹ ơ à. Rồi lấy giùm em cái này là lập thẻ đỏ ha, lập thẻ đỏ. Rồi chị lấy thì cầm mấy nhà em lập thẻ đỏ, làm dễ đà lắm. Ổn à. Giãn á. Như là dây thôi. Sợi nhỏ đó. Rồi chị lấy thì cầm mấy nhà em là lập thẻ đỏ ha. Lập thẻ đỏ kèm mép. À, mã này lên lập thẻ đỏ kèm mép giùm em nha. Lập thẻ đỏ 6 mét cho chị Kim Lành. Rồi nhà chị nào mà có may bọc ghế sofa này mấy chị nè. Rồi 6 mét cho chị Kim Lành nè. Rồi 5 mét cho chị Hà Giang. Mã này chị mấy chị mua về mình may áo khoác hoặc là may quần, may chân váy, may áo khoác cho mấy nam cũng được nha mấy chị. Mau bé bộ đồ ấy tặng cho Dương Minh cả. Dương Minh thích ghê lắm. Thích chị bé, à, thích mày chạy có ký luôn. Rồi sọc hồng ha, sọc hồng thì em còn ít thôi mấy chị, màu hồng dâu ha. Rồi lấy giùm em sọc hồng là mã này là 300k. Rồi chị Trinh Kiều 6. À nó phải sao đây mấy chị. 240k mấy chị, 240k sọc hồng, à, sọc hồng tím nha. Sọc hồng tím còn 240. Rồi mã này mã lập thẻ nè. Rồi 6 mét cho chị Trinh Kiều. Dạ xanh tím ở trên này là hàng KT á chị, hàng KT cotton nha. Mướt lắm chị. Giống như là sờ vô, giống như là cái loại mà người ta hay may áo bài lai á. Rồi mã này 240 kèm mét giùm em mấy chị ơi, 240 kèm mét nè. Này hàng kaki cotton có giãn ha, màu hồng tím. 240 của em được 2 mét 4, 6, 8, 9 mét nha mấy chị nha. Mã này 240 được 9 mét. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em mã 240 nè. Mã 240. 240 kèm mét giúp em. Rồi sọc hồng tím mã 240 nha. Chị nào lấy thì lên giùm em 240 nè. 240 sọc hồng tím. Sọc hồng tím thì mình may yếm. May yếm hoặc là may xét đó. Chân váy rồi áo khoác rồi vậy đó. Mình may yếm ha. Mày yếm, mày đầm, mày áo khoác đều được. Lấy em mã 290. Rồi mình hàng KT chị Nhung có lấy không? Cái đó mày mình bọc à. Bọc ngang đẹp hoặc là mình may áo, may đầm, may đồ bộ cũng được, may đồ đi chùa cũng được. Ký 150 chị, ký 150 cái này mới 7-8 mét á. 2 mét tính ra là 58.000 lần ký khoảng mấy mét ta? 2 mét 58. Em cân thử 2 mét khoảng 58.000 nha. Rồi đó giùm em sọc màu này mấy chị. Sọc màu này quá dễ thương luôn, đủ màu sắc luôn mấy chị ơi. Hàng kaki cotton nha. Hàng kaki cotton có giãn. Kaki cotton có giãn. Mình hàng mát lạnh luôn mấy chị nha, rất là mát luôn á. Nhưng không có xài máy lạnh mà sợ mắc rượi à. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em mã này là mã sọc này mấy chị nè. Mã sọc màu kèm mét ha, sọc màu. Sọc màu kèm mét. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em sọc màu về may bọc ghế sofa mấy chị nha, về may bọc ghế sofa. Cái sắp hoa ở trên đó em. Sắp hoa ở trên. Sắp hoa ở trên, cái này là chi phong nha chị nha. Cái này là chi phong ha. Chi phong. Sắp hoa là chi phong. Cái này là beo luôn. Chờ em xí em lên beo luôn ha.
Còn sập sập màu kèm mét nè. Rồi sập màu 2,5 m cho chị Hiệp Phạm nè. Rồi chị nào về may bọc ghế sofa lấy cái này siêu đẹp nha mấy chị. Rồi 6 mét màu xanh cho chị Lê Nhung. Rồi còn chị nào lấy sọc màu thì comment giùm em ha. Sọc màu 6 mét cho chị Trinh Kiều nè. Chị Lê Nhung này là xanh. Rồi 6 mét cho Trinh Kiều, 2 mét cho Tước Lê nè. Rồi sọc màu này gần hết rồi mấy chị, còn có mấy mét à. Rồi sọc màu này 2 mét cho Tước Lê. Mình hàng Kaki Cô Tông bên em like hôm nay là mình hàng có giảm nha mấy chị nha. Đều là có giảm. Rồi em còn sọc màu mấy mét thôi, chị nào lấy thì comment ha. Em còn 2 mét, 4 mét. Cái này còn khoảng 5 mét hơn thôi mấy chị. Rồi sọc màu này em còn có 5 mét hơn thôi nè, chị nào lấy thì comment nè. Còn có 5 mét hơn thôi. Rồi mã này em còn có 5 mét hơn. Mấy chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 195 nha. Này còn 5 mét hơn rồi. Rồi lấy cái sọc tím cho chị Hiệp Phạm. Chị Hiệp Phạm xem nè. Rồi sọc tím ha mấy chị ha, sọc tím nè. Sọc tím chị lấy thì comment nhé, sọc tím kèm mét ha mấy chị ha. Sọc tím 2,5 m chị Hiệp Phạm. Sọc tím này mình hàng đẹp lắm nha mấy chị nha. Sờ vô nó mướt lắm nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Sọc tím này chị nào mua về may may bọc ghế sofa nè. Rất là sang luôn á. Nó khổ 145 mấy chị. Khổ 145 nha. Sọc tím này chị nào mua về bọc ghế sofa rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cách vải nó rất là đẹp luôn. Màu thì cũng nhã nhặn nữa. Cái này sờ vô nó đẹp lắm luôn á. Hàng Kaki mà nó rất là tuyệt vời mấy chị nha. Rất là tuyệt vời. Rồi chị lấy sọc tím thì comment giùm em ha. Khổ 1m45. Nghĩ rồi, Hiệp Phạm. Rồi lấy em sọc màu nâu nè. Cái chất liệu sọc màu nâu này giống chất liệu sọc màu tím luôn nha mấy chị nha. Chất liệu sọc màu nâu nó giống chất liệu sọc tím luôn. Rồi lấy em sọc nâu. Sọc nâu này về may sơ mi cho nhiêu anh nam được à, may sơ mi cũng sọc cho mấy anh nam ok mấy chị nè. Mã sọc tím hoặc là sọc nâu mấy chị về may đầm ôm được nha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi lấy em mã sọc nâu kèm mét nè. Chị Vi Đào comment lấy 6 mét sọc màu. Sọc màu là sọc này hả? Sọc này còn có 5 mét hả? Không có chị Vi Đào lấy năm mấy mét sọc màu nào? Lấy cái này hay sao? Rồi sọc nâu là 2,5 m cho Hiệp Phạm trước nè. Còn chị Vi Đào lấy sọc màu tím hay là sọc màu ở trên xào hay là sọc này? Sọc màu trên xào em nhớ còn có 5 mét hả?
À sọc tím, sọc tím. Rồi 2,5 muỗng cho Hiệp Phạm sọc nâu nè. Chất vải sọc nâu với sọc tím là có loại chất liệu ra kim cô tông nhưng mà chất liệu nó mướt như nhau luôn nha mấy chị nha. Kate lụa thì hôm nay không có, rồi có cái kate kia hả? Kate cô tông. Rồi 6 mét sọc màu tím cho chị Vi Đào. Rồi sọc tím như này thôi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ có cô ơi. Đợi con xíu con like qua mấy cái mẫu hàng này cho nó hết mẫu, tại con hứa với mấy chị lâu quá. Xong rồi con lên cái hàng về may đầm nha cô. Rồi con có nhiều thời trang lắm luôn á, có rất là nhiều vải thời trang. Hôm nay con live chung cho mấy cô, giá có 120 thôi. Rồi 2 mét sập nâu cho cô Bích Ngọc Trần. Rồi sọc của em đang chắc là chất liệu là kaki cô tông nha, hàng có giãn. Vải này thì mình may quần, may chân váy hoặc là mình may áo sơ mi nam nữ, áo khoác, may quần, may đầm, may zoom, may nhiều lắm cô. Cái này nè, hàng kaki á, rồi may bọc ghế cũng được. Mình hàng cũng có giãn mà hàng cô tông nó cũng mát nữa. Mình hàng dày nha mấy cô nha. Này là von. Rồi đây giùm con mã này beo hồng nha mấy cô. Beo hồng kèm mát nè. Tại có rất là nhiều mẫu con chưa lên nên mấy cô chờ con một xíu nha. Con lên qua hết mấy cái mẫu, điểm qua hết mấy cái mẫu cho mấy chị biết là mẫu như thế nào. Rồi khúc này nó bị sọc rồi. Rồi nó bị sọc nguyên cây luôn rồi nha mấy cô nha. Nên cái này cô nào lấy thì con sale cho mấy cô 95 ngàn một ký nha. Măng của màu thì không có nhưng mà tuần tới thì có lụa Pháp đó chị. Rồi này lên giùm con là mã này là mã mã sale 95 đây mấy cô ơi. Sale 95 ngàn một ký ha. Sale 95 một ký. Sale 95 một ký nha. Cái này 95 một ký sale. Rồi cái này nó bị lọc đi, lọc sọc nè. Nó bị sọc nè. Nên con sale 95 ngàn một ký nha. Ghi thêm chữ sale. Rồi lấy phần còn lại hết cho chị Hương Đoàn. Để em đếm nhé cho. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi cái này còn khoảng 14 mét nha chị Hương Đoàn nha. Còn khoảng 14 mét. Rồi xem 95 ngàn một ký cho chị Hương Đoàn lấy hết. Rồi lấy giùm em mã này là beo nâu ạ. Beo nâu. Rồi xe 95 con hết rồi cô Phạm Hiền ơi. Rồi lấy giùm con cái này là kaki cô tông có giãn nha. Rồi lấy giùm em mã này là beo nâu mấy cô mấy chị ơi. Beo nâu cái này em cũng còn ít mét thôi. Rồi 1,5 muỗng sập nâu cho cô Trang Nguyễn này. Beo nâu còn 1 mét, 2 mét nè. 3, 4, rồi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi beo nâu này con còn có 10 mét thôi ha. Beo nâu còn có 10 mét à. 1,5 muỗng sập nâu cho chị Trang Nguyễn à. Rồi cô Trần Nga ơi, cô lấy 2,2 muỗng là mã nào vậy cô? Mã beo nâu hay là sọc nâu? Cô Trần Nga. Cô Trần Nga kèm thêm cái mã dùm con với. Rồi beo nâu 6 mét cho Hòa Phạm nè. Beo nâu thì con có 10 mét thôi nha. Rồi 2,5 muỗng cho Hiệp Phạm là còn khoảng cỡ 1,5 muỗng. Vậy Trần Nga lấy 2,2 muỗng trước nè. Rồi em cắt 2,5 muỗng cho Hiệp Phạm, còn nhiêu chị Hòa Phạm lấy ha. Rồi 1 nè. 2 3 4 5. Rồi còn 5,3 muỗng chị. 5,3 muỗng.
Rồi cái này nó giống lining nha mấy chị nha. Sợi vải y như lining luôn. Rất giống lining luôn. Khúc này chị nào mua về mình may trên váy, may quần sọt. 32. Vậy lên giùm con mã này 32, cái này con còn được 9 tấc rưỡi, gần 1 mét thôi. 32 nha. Rồi chốt cho Lê Nhung 32. Rồi cái này cũng vậy luôn. Cái này cũng là sợi lining luôn nha. Nó dệt theo sợi lining đó. Rồi mã này 86 nè. 86 lên giùm con mã này 86 nè ha. 1 mét nè. 2. 2m7. Con chốt cho cô Hương Đoàn. Rồi có 9 kiều con hết cái đó rồi. Rồi em lên cái hoa này. 130. Hàng kaki cô Tông nha, 130. Rồi lên giùm con mã này 130 mấy cô ơi. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 130. Cô nào lấy thì lên giùm con 130k. 3 mét 130k. Hàng kaki cô Tông có giảm nha. Thiệm mới thiệm lại mà cái này về mấy con sọt nha. Con sọt với thiệm bộ thiệm nổi á. Dây dằn luôn. Mà sọc này cô thích không? Để con lưu cho mày cả. Lại béo không? Lại mẹ cái béo với mày. Rồi lên giùm con một cái mã hoa này ha. Con còn cái này, cái này có cô nào lấy không nè. Rồi 132, cô nào lấy cái này rất là dễ thương luôn á. Về mình may áo khoác hoặc là mình may zoom, may đầm gì cũng được nha mấy cô. Mã này mấy cô về may đầm body được luôn nha. May đầm body, đầm quay ngực. Hoặc là mình may may zoom nè. May set yếm với quần dài. Yếm mà lại là yếm quần mà quần dài luôn cũng được đó mấy cô. Hoặc là yếm quần sọt. Đều được hết đó nha. Cái này đều may được hết luôn á. Đó, mình hàng nó rất là mát. thì con mới chọc thím. Hoa gì tím tím em ơi. À cái này là hàng thô cô Tâm. Cái khúc này con, cái này cái chị kia mua rồi mà con quên để ra. Hàng thô cô Tông hàng để mình may ga đó. Chị dâu con mua rồi mà con quên để ra á. Rồi, lên giùm con mã này là hoa xanh nè. Cái màu này đang nổi hot rần rần ở trên mạng nè mấy cô nè. Về mình may sơ mi nam nữ được ha. Cái mẫu mà theo kiểu cổ điển ngày xưa đó. Mấy chị mà hay coi TikTok ở bên Trung Quốc á. Đó. Cái này mình may đầm, may chân váy hoặc là mình may quần rồi rủ nhau đi chơi, đi trekking hoặc là đi du lịch rồi vậy mấy cô. Nó cái mẫu này xinh. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm con mã này hoa xanh kèm mép ha. Hoa xanh kèm mép nè. Mẫu cổ điển. Hoa xanh kèm mép giúp con. 132 chia đôi cho ái nhân Lê Thị. Dạ rồi. Rồi còn chị nào lấy một nửa của 132 không nè. Một nửa của 132 cũng phải được hơn 1m6, 1m5 rồi. Rồi cái này kiểm tra cái này có bị lỗi không. Rồi cái này hoàn thiện. Rồi riêng cái tấm này chị nào lấy thì em giảm nha. Riêng cái phần còn lại chị nào lấy thì em giảm. Bởi vì nó bị dơ trong này nè. Rồi cái mã này còn khoảng 1m6 ha. 66.000 nhưng mà chị nào lấy thì em giảm còn 50 thôi. Ở trong nó bị dơ rồi. Nó bị dơ một cái đoạn khoảng 3 tấc này. Rồi chị nào lấy thì em giảm ha. Rồi 50 chốt cho cô Bùi Xuân Mai nè. 66 giảm còn 50 chốt cho cô Bùi Xuân Mai. Cô Bích Hiền ơi, chị còn bên em đủ đơn không? Nếu không đủ thì mua thêm. Chị Bích Hiền hả? Chị vậy thì hả? Vậy thì chị mua thêm đi, đang dồn đơn chưa có đủ đơn để đi. À không, đơn đủ rồi, 300 mấy đi rồi. Mà giờ chị muốn mua thêm nữa cũng được. Đơn đi rồi, đủ đơn rồi. Về mã này 118 nè. Hàng kaki cô Tông mà dệt sợi lenin nha mấy cô. Sợi lenin, sợi dệt lenin là bông súng. Mã 118 nha. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã xanh ngọc hoa bông súng nè. 1m, 2m. Rồi 3m2, 118. Rồi con chốt cho cô Hương Đoàn nè.
dùm con mã này là ha, lập lập thể xanh đi mấy cô ơi. Lập thể xanh ha. Lập thể xanh. Rồi cái này hình như nó bị lỗi rồi, nó bị lem mực rồi mấy cô ơi. Con không biết cái này là do cái ta tác động gì mà nó bị dính mực lan lan, tại nhìn cái mặt trong là mình mới thấy nè. Nhìn cái mặt trong thì mới thấy, nhìn cái mặt ngoài là không thấy nha. Mặt ngoài là không thấy. Rồi cái này cô nào lấy thì con xe 95. Lên nhầm con xe 95k. Xe 95 kèm mét mà cái này đẹp lắm mấy cô, về mình né cái này ra hoặc là cái này nè. Nhìn xa đâu có thấy gì đâu mà con không biết là cái này lỗi tại cái gì. Rồi xe 95 kèm mét. Nhiều lắm chị. Chị lấy 95 lấy hết luôn hay là sao? Cái này em còn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi khoảng 14 mét luôn á. Rồi 5 mét cho chị Hà Giang Nguyễn nè, ghi xe 95 đi em. Rồi mấy cái này là con xe lỗ hết nha. Mấy cái nào con thấy là nó bị mấy cô về phải cắt phải né là con lỗ xe lỗ nha. Rồi cô nào mình may được thì mình lấy về mình may ha. Kaki cô tông có giảng nha. Rồi chia rồi chị ơi, lỗ chia rồi. Rồi 2 mét cho Phạm Hiền. Xe 95 ngàn 1 ký. Rồi còn lại cho chị Kim Lành ha. Rồi còn lại cho chị Kim Lành. Còn lại của chị là 5 mét rưỡi thôi nha chị. Chị Kim Lành em ghi 5 mét rưỡi thôi, còn 5 mét rưỡi à. Rồi một cái mã này con không biết sao nó bị mất vía này, cô nào mình mua giùm con với nè. Mình hàng có giãn luôn nha mấy cô. Rồi hàng kaki có giãn luôn nè. Mà con không biết cái này phải là kaki hay da không, hay là con tự đặt tên. Ở trong này mình hàng nó láng giống như là loại là nó láng tới mức giống như là lụa Latin luôn. Nó láng giống Latin luôn nè. Nó có cái độ láng giống Latin luôn. Mà ở ngoài này á, là mình hàng kaki nha. Mình hàng kaki. Mà nó là kaki có giãn, kaki cô tông giãn mềm sờ vô mắt lạnh luôn á. Đó. Mô tả như vậy, ở trong nó có đồ bóng nè, giống như là hai da vậy đó. Mà cái này có thấy bị mất vía ha, hoặc là cái này là họa tiết em bé nên ở trong ra trong cái lượt khách của con không có gu, không có khách như vậy. Rồi chị nào lấy thì cái này em sale còn 95 ngàn một ký nè ha. Sale 95 mã này luôn. Sale 95 hồng. 95 hồng. Tại cái hàng nó nặng á, mà khi mà con dọn là con đuối phê luôn á. Vì nó nặng lắm. Rồi lên giùm con mã này sale 95 nha. Không hề lỗi lép gì hết trơn á. Cái này giống như là bị mất vía vậy thôi. Mà mình hàng nó rất là đẹp mấy chị. Mình hàng nó đẹp ha. Ở trong nó có giống như là hai da, rồi bên trong nó là có độ láng nè ha, láng giống lụa Latin luôn. Láng giống lụa Latin luôn nha. Ở ngoài này đó là nó mát lạnh. Nó mát lạnh ha. Có giãn. Rồi giãn nhiều nè. Về mình may áo khoác cho bé được, hoặc là cái này mình may áo ấm cho bé. Áo ấm cho bé nha, được nha mấy chị nha. May chân váy ấm cho bé được nè. Hình rất là dễ thương, hình con thỏ. Nên nhà chị nào mà có bé gái á, mình may về mình may đồ cho bé gái thì comment giùm em nha. À, mã 95 là ô cái này 1 ký không được 10 mét đâu chị. Ký này chắc được 3 mét thôi. Cái này hả cô Hương Đoàn hả? Dạ cái này có mấy mét thôi chị, tại hàng kaki mà. Cái loại 10 mét là hàng tơ, hàng von thôi, mà von cũng được 10 mét nữa, von mà được có 8 mét à. Cái loại mà 1 ký 10 mét là phải là hàng tơ nó rất là mỏng luôn, còn này kaki 1 ký khoảng cỡ 3 mét thôi à. Cô Hương Đoàn lấy cái này hay là lấy nào? Tại hồi nãy có một cái mã 95 cô lấy rồi á. Rồi 2 mét rưỡi cho chị Kim Lành nè. Này chị nào mua về mình may. Mình may cái làm cái chăn á mấy chị. Làm cái chăn cho mấy bé đi học ở trường mẫu giáo cũng được nè. Hoặc là mình làm mình may áo khoác, hoặc mình may áo khoác cho mấy bé đi xa thì rất là ok. Tại cái phía trong của nó là có cái lớp bóng bóng mềm mềm á. Em thấy người ta hay may ở trong áo khoác á. Nhưng mà không phải là vải dù đâu nha mấy chị nha. Ở trong nó không có phải là lớp bóng như dù nha, không phải nha. Mã é đó em đang cầm rồi, em chốt cái mã é này cho chị nha. Rồi cảm ơn cô Hương Đoàn rất là nhiều nè, cái phần còn lại con để cho cô nè. Tại vì nhiều lắm cô, con không biết cô lấy may có hết không, nhiều lắm luôn á. Cái này mà thực sự nếu mà chị nào á mà có đang làm chương trình, bữa con tính liên hệ cô Thủy á, con tặng cô Thủy
cô Thủy hay may áo khoác để tặng cho các bé ở Tây Nguyên á, cái đó may áo ấm cho mấy bé là ấm lắm luôn á. Nên hồi nãy con dự kiến mà nếu mà không có chuyện nào lấy thì con để con tặng cho cô Thủy. Mày gì tặng hả? May thì mình không có biết may. Ngày xưa em có biết may mà biết đạp cái đường thôi à. Giống mua cái cắt cái vải về xong mà đạp vắt sổ cuốn bốn biên rồi đi tặng cho người ta. Chứ đâu biết may đâu. Rồi. Rồi em cảm ơn cô Hương Đoàn nha. Rồi lấy giùm em mã này là lập thẻ đỏ đi ha. Lập thẻ đỏ. Mã này mình may áo cho bé, áo sơ mi cho nam hoặc may quần sọt. Lấy nhãn lập thẻ đỏ ra kia cô Tâm có giả nha. Rồi lập thẻ. Mã này thì về mình may đầm ôm được, may đầm ôm, đầm body, đầm quay ngực được nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là lập thẻ đỏ này ha, lập thẻ đỏ. Vừa cà phê vừa mà hút sao để đấy quá quặn lại đổ đi còn nắp níu một chỉnh. Dạ lập thẻ đỏ 1 mét cho chị Kim Lành nè, 6 mét cho chị Trinh Kiều. Dạ vải tipsy caro hôm trước còn luôn, chờ em xíu em lôi vô luôn cho nè. Cái đó lên đấy đẹp lắm nha mấy chị nha. Không biết có chị nào nhận về chưa, có chị nhận về xong rồi hôm nay đặt thêm 6 mét để về mình may vest nữa, đẹp cực kỳ luôn. 2 3 rồi 4 mét cho Trinh Kiều. Lối cái bẻ tiếp xí cái rô hồi này chị mở lối đó ở giữa nha, để mà chị cắt lại chị giá cho cái chị kia đó. Để đó gì bạn luôn. Rồi 5 mét lập thể cho chị Hà Giang nè. Rồi em có cái này giới thiệu cho mấy chị làm hàng nè. Để gọi là siêu đẹp. Giờ mình mua về mình bán mùa hè tới mùa đông rồi ta tới mùa xuân luôn. Rồi 5 mét này cho chị Hà Giang. Rồi chờ em lấy cái tiếp theo nè. Cái đó em có 2 cây luôn á. Bột rộng ở tấm nó có 1 cây nè. Mấy chị cũng nhỏ để cho mố hết chứ. Nên ra lại thêm 1 cây thì biết còn được. Để cho mố. Rồi lấy giùm em mã này beo tím nè. Cái này là beo rằng ri mấy chị. Rồi chờ bé ra lấy cái tipsy ha. Cái đó hơi bị đẹp luôn. Cái đó chị Thảo Ly về may đồ chưa? Trời ơi có chị về may đồ lên đẹp lắm chị. May hai cái áo vest cưng ơi là cưng luôn. Áo vest may mẹ và con á. May một cái lớn một cái bé. Trời xinh ơi là xinh luôn mà. Cái đó mấy chị về may áo ghi lê cũng được nữa. Rồi mã này đó giùm em beo tím thôi mấy chị ha. Beo tím kèm mét nè. Hàng kaki cô Tông có dạng nha, beo tím kèm mép. Rồi mã này thì mình lên áo khoác hay nha, nếu chị nào có ý định may đầm thì mình may đầm 2 dây hoặc là mình may yếm thôi. Đừng may đầm ôm mã này nha. Tại mã này nhìn nó hơi đanh á, nhìn hơi đanh. Mình hàng nó dày nha mấy chị, về mình may áo xong, về may áo khoác thì đẹp hơn. Mã này chị nào may áo khoác hoặc là may trên váy nè, áo khoác. Hoặc là mình may yếm váy ha, yếm váy mà xong mình cài thêm cái khóa móc ở đây nè. Thì nó rất là đẹp luôn á. Vì người nhà may dành, người nhà dành may hết rồi. Rồi cái mã này chị nào lấy thì comment giùm em là beo tím kèm mát ha mấy chị ha. Beo tím kèm mát. May được bật ghế sofa, may chân váy, may quần, may áo sơ mi nam, may áo khoác rồi vậy đều được nha mấy chị nha. Mà áo sơ mi nam thấy ai may mã này không? Này chắc chỉ có may áo khoác nữ thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là beo tím ha. Rất là cưng mấy chị, hoặc là mình lên vest cũng được ha. Rồi mã taxi cực kỳ đẹp là mã này đây mấy chị ạ. Chị nào mà hôm bữa nhận rồi mà muốn mua nữa nè. Tại cái này thực sự thì lâu lâu nó mới về một tipsy, không phải được nào về nó cũng đẹp đó mấy chị. Rồi ký 100k thôi mấy chị ha. Cái này thì em bán sale cho mấy chị ký 100.000 thôi. Chiêu kìa cái giấy gì như vậy nó rồi. Rồi cái này lên giùm em mã này là tipsy kèm mét ha. Mã này đẹp lắm mấy chị ơi, về mình may được áo manto ha. Chị nào ở mùa đông á thì mua để dành mùa đông mình may áo manto nè. Mùa hè hay là may quanh năm thì có thể là mình may trên váy, may sơ mi nam, may trên váy hay may quần. Mình may vest cũng được. Rồi mã này rất là xinh nha chị, mềm lắm luôn, mềm mà có giãn đó nha. Mềm ơi là mềm và có giãn. May được cả vest nam nữ, vest gia đình luôn. May được vest gia đình luôn. Rồi 2 mét cho chị
Thảo Ly nè. Nay chị về chị Tiến và chị Thủy, à chị Liên cũng nói chị lại máy. Xuống có hiên máy vẹt 1.7. Thấy chị đẹp. Dư em muốn chụp. Cái này máy 1.7 không có sao đây lắm á. Dư em muốn chụp gì. Vậy đi. Ở dưới quê em đang chờ mua làm gì được cái màu này. Không có đâu. Mình đã mát chị, mát mà rất là mềm luôn. 2kg hả? Để em cân thử 2 mét này bao nhiêu lạng lại nha. Chị chấm cho em đi nha. Ghi chấm nha. Rồi cái này chị mà lấy 1kg là em cắt nó 3 mét thôi nha chị nha. 2kg cho chị Bích Ngọc và em cắt cho chị 6 mét thôi ha. 2kg cắt chị 6 mét. Rồi 2 mét rưỡi cho chị Hiệp Phạm nè. Khổ này hả chị? Chắc khổ, 145 á chị. Rồi cái này khổ có 1m4 thôi nha. Khổ 1m4 thôi. Vừa trong đấy còn cái nó mới bị thích chị nào. Rồi 2 mét cho Bích Ngọc Trần. Ủa Bích Ngọc Trần cắt 2kg hay 2 mét vậy? 2 mét cho chị Kim Lành nè. Chị Bích Ngọc Trần ơi, cắt cho chị 2 mét hay 2kg vậy? Mai Công Xuân thì hơi nói mà người ốm ốm mà giống siêu mẫu cao cao á, thì Mai cũng rất là style luôn. Mà còn mà mình mà người hơi mà bự bự con, mình mang cái này thì nhìn nó hơi đô á nha chị nha. Nhìn nó hơi đô. Nếu mà người cao mà mang này thì ok. 1m5 cho cô Phạm Hiền. Lấy khúc của chị Bích Ngọc Trần ra chia cho mấy chị khác đi. Chị cắt có 2m mà mình cắt 6m rồi. Của chị Bích Ngọc Trần ra là... 6m, cắt lại 4m. Rồi 2m5 cho cô Kim Khuê Vũ nè. Vậy đây để cắt lại 2m cho chị đó Nhung. Chị nào mà mua 2m5, 3m là mình về mình may được bộ vest luôn nha mấy chị nha. Cái này mình may quần được. À mã này là chị nằm mà may quần ống côn cũng đẹp nha mấy chị. May quần ống côn cũng đẹp. May quần ống suông thì mình nên mang sneaker độn gót hoặc là mình may dài câu gót cho đẹp nha. Đó cái này nè. Có thấy được cái độ hoa hậu á. Cắt lại 2m cho Lê Nhung. Rồi 3m5 cho chị Trinh Kiều. Để xong tụt, tụt vậy đúng không? Chị anh chính không chị nó đặt nữa. Trên chính kêu là Phương Vũ 1m. Rồi may áo vest được nha mấy chị nha. Trinh Kiều đổ lại 5m nè. Vậy chuyển cái 3m5 qua cho Trần Kiều Nương. Rồi 1m cho chị Phương Vũ nè. May vest may chân váy đều được. Rồi 2m cho chị Phạm Hiền. Rồi chia đôi cái khúc của chị Bích Ngọc nữa là Huệ nè.
Thôi để mình nói nha như nào. Chị đáng cho lượt. Có Phạm Hiền à. Thôi Bích Ngọc nha, chắc lại Phạm Hiền. Thôi tán cho Bích Ngọc đỡ nữa. Sẽ à, chị Bích Ngọc. Em chỉ xin hai mẹ thôi, khỏi sẽ giờ cắt cho cô Phạm Hiền thôi. Phạm Hiền 2 mét. Dạ chị Tố Như ơi, vải em đang cắt là hàng Pepsi nha. Cục hàng 2 mét. Em cắt hơi chậm chậm một xíu mấy chị. Chị Lai làm hơi chậm chậm một xíu cho nên khỏi bị tóc. Rồi chị cúc hàng 2 mét nè. Rồi chị Phương Vũ 1 mét em cắt rồi, mấy áo vét được. À, từ từ đổi khúc 2 mét để cho cô Cúc Hoàng đi. Cô Phạm Hiền nó cắt 1 mét rưỡi thôi. Rồi con 1 mét rưỡi cho chị cô Phạm Phạm Hiền có nè. Rồi đổi mét rưỡi của cô Phạm Hiền, khúc 2 mét đó của cô Cúc Hoàng. Đổi lại cho chị Trinh Kiều 5 mét nè. 1 mét 2 3 4 rồi 5. Chị nào có nhu cầu mà đổi trên live đổi được thì em đổi nha. Còn xuống live đừng có đổi nha chị. Xuống live đổi mệt lắm. Thứ nhất là không có ai đi cắt vải lại. Thứ hai là vải cũng không còn mà cắt. Thứ ba nữa nó không ai đi xếp lại hết trơn á. Rồi vải này có giãn nha mấy cô mấy chị nha. Có giãn. Rồi chị nào lấy nó thì comment ha. Này em còn mớ anh. Đi trên. Rồi mã này con nào lấy thì comment ha. Cái này hàng Tipsy. Dạ cô Trinh Kiều có 1 lần thôi. À con cắt cho cô Phạm Hiền khúc 1,5 mét rồi. Chứ cô cắt dư về để làm gì đâu. Tại cái này của con vẫn còn mà. Con vẫn còn. Con đổi cái cô khúc 2 mét của cô qua cho cô Cúc Hoàng. Rồi con cắt cho cô khúc mới 1,5 mét con cắt rồi. Rồi xong rồi ha. Qua mã mới ha. Rồi đây nhìn con mã này đi vàng đi mấy cô ơi. Bi vàng nè. Cái beo tím hồi nãy là kaki thun, có cô nào lấy nó không? Rồi mã này lên bi vàng giùm con là mua về bọc ghế sofa ha. Rồi bọc ghế sofa lên nhìn em mã bi vàng nền xanh. Hàng kaki cô tâm có giãn nha. Rồi lên nhìn em mã này mã bi vàng mấy chị ơi. Bi vàng này ha. Bi vàng kèm mát. Chị nào lấy thì comment giùm em bi vàng kèm mát ha. Bi vàng kèm mát. Rồi mã hoa mặt trời này thì em share cho mấy chị nè. Tại cái cây này bự quá chị ơi. Bự quá báo không hết. Trời, nặng quá bưng không nổi luôn á. Ủa, là sao? Cô lấy 1,5 mét rồi cô lấy có 2 mét là sao ta? Để con sợt xem coi. Cô coi thử tin nhắn gửi về cho cô là lấy cái nào. À, vậy là của cô bị trùng rồi. Của cô bị trùng, bắt đầu cắt 1,5 mét. Xong rồi con thấy rồi cô cầm comment 2 mét là con chia đôi lên cho cô Bích Ngọc. Rồi con thấy cô ghi là con cắt 1,5 mét, cô đổi khúc 2 mét được không con, thì con lại suy nghĩ ngược lại, con cắt cho cô thêm 1,5 mét nữa, thành ra cô có 2 khúc 1,5 mét. Rồi để con cắt lại cho cô khúc 2 mét, khúc 1,5 mét để cho thằng nhóc. Bán cho đứa nào may áo vest thì may. Vậy là dư bên đơn của cô là 2 khúc 1,5 mét đó. Bây giờ cắt thêm khúc 2 mét nữa nè. Là nó tè le luôn á. Nó tè le hụt me luôn. Rồi riêng cái hoa mặt trời em xe cho mấy chị cái 95 nha. Cái nó nặng quá mấy chị. Ở trong nó giả zin nha, để em mô tả nha. Nó đẹp lắm. Nè. Rồi 2 khúc 1,5 mét của cô Phạm Hiền đúng không? Trả ra. Rồi em còn 2 khúc 1,5 mét của cô Phạm Hiền. Chị nào lấy thì comment nè ha. Cái này bị lỗi để làm mẫu. Rồi cái này chị nào lấy nó thì comment ha.
Tipsy, mặt hàng này mềm lắm nha mấy chị nha, rất là mềm luôn. Rồi cái hai mặt trời này chị nào lấy thì em sale nè. Nó có như vậy lý do, nó có lý do như vậy thì em sale, chị nào lấy thì comment nè ha. Ở trong nó giả zin nha mấy chị nha, nó giống như là quần zin luôn. Rồi ở ngoài hình hoa mặt trời rất là đẹp ha mấy chị, rất là xinh ha, nhìn kỹ là có mấy cái đầu lâu nè mấy chị. Rồi riêng này xem sale 90.000 đó. Em sợ nó quá. Rồi cái này đẹp lắm nha mấy chị nha. Ở trong là cái mình hàng nó giống như là giả zin màu đen á, nó sang lắm. Nhưng mà ở ngoài hình hoa mặt trời cũng hơi dễ thương đi, nhưng mà có bên cạnh mấy cái đầu lâu nè. Thôi chị nào lấy thì comment nhà em mã này em sale 90. 10m. Rồi mã này em sale 90, chị nào lấy thì comment giùm em mã sale 90 nha. Sale 90. À, đối với những cái mã hàng độc lạ như vậy là nhà nào mà mình hay đi chơi á, nhà nào mà có mấy bạn trẻ hay đi chơi, mình may hay may mấy cái áo khoác để đi chơi đi du lịch là vậy đó, thì mình lấy cái này hơi nghịch nghịch. Hoặc là sắp tới có Halloween, mấy chị lễ hội Halloween tháng 10, mình mua mình để dành đến tháng 10, mình mang đi chơi ngày rồi mình cất lại sang năm mình mang tiếp. Rồi con nào lấy thì comment giùm con ha. Đây, lên giùm con là mã sale 90 nha, sale 90. Rồi con nào mua con cảm ơn rất là nhiều luôn. Ủa, cô Hương Loan cắt 10 mét kìa chị. Đây Hương Loan nè. Đâu có thấy nè. À, ủa sao bên đây nào không được comment lên ta. Rồi 10 mét cho cô Hương Loan. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Bây giờ mở rồi. Cái này em sợ nó lắm luôn á. Nó nặng ơi là nặng luôn. Rồi 1 mét nè, 2 mét, 3 mét, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vợ chồng con cũng có hai cái đầu lâu, á lộn, hai cái áo đầu lâu màu đen á. Đúng là một năm chỉ con chỉ mang một lần thôi, ngày 31 tháng 10 thì con cất vô lại. Còn lắm nè. Tự nhiên hai vợ chồng má sao đi vô tìm da mua nằm không ta. Ông kia ông chạy hết bà về đó đụng được cưa. Sao mới là người chụp giật mắt cưa hùng bề bùng luôn. Dạ con lấy 2 mét cho cô Phạm Hiền rồi nha. Thôi đục lỗi chị Bùi Kiều Anh là giờ không có. Rồi không có ha. Rồi hai mặt trời con còn khoảng cũng cỡ chục mét nữa. Chị nào mua về làm hàng thì ủng hộ con nha. Rồi tiếp theo cái caro này cũng quá xinh luôn nè mấy cô nè. Rồi caro này xinh lắm nha. Lấy giùm con mã này là caro vàng đi ha. Caro vàng. Caro vàng xanh. Mã caro này đẹp lắm mấy cô, kaki, kaki cotton caro. Đúng là cái gì cũng muốn thử một lần trong đời. Bạn mình đi nặng quá. Về vào tay luôn. Rồi lấy giùm con mã này là mã caro xanh ha, caro xanh đi. Kaki cotton có giãn. Thôi cái này con kịp để con kiểm tra lại lần nữa. Cái này nó không giãn mấy cô. Này nó mềm hàng mềm mà không giãn nha. Cái này chỉ may được trong váy chống nắng hoặc là mình may cùng sọt là vậy thôi. Rồi mã không giãn này tuy là mặt màu rất là đẹp không giãn, size 95. Rồi lên giùm con mã này 95 mấy cô, size 95 kèm mét ha. Rồi size 95 kèm mét giùm con. Không lỗi không gì hết, mình có thể làm được khăn bàn nè. May tập về, may chung vải chống nắng, may quần sọt, may áo khoác. Và con nào lấy thì lấy giùm con mã này là mã sọc xanh, caro xanh đi ha. Màu rất là ngọt luôn. À, đối với cái này á, cái độ dài như vậy thì con nghĩ là một ký là phải 3,5 m ha. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm con mã caro xanh nha, caro xanh xe 95. Xe 95 mã nó không giả con xe 95. Rồi lên một mã hoa, hồi nãy có chị nào mà mong đợi nè. Rất là mong đợi mã hoa này mà con. Con cố tình con like để mà con lấy cái bé hoa này con bán nè. Rồi mã đó có cô nào lấy thì lấy giùm con là mã caro nha. Rồi thêm một mã hoa nè. Mã hoa đào. Cái này thì rất là xinh. Lên đầm body là chuẩn luôn á. Rồi lấy giùm con mã này hoa nhí mấy cô ơi. Hoa nhí kèm mét. Lên màu kem hoa nhí nha. Rồi lên giùm con mã này mã hoa nhí. Hàng kaki cotton có giãn hoa nhí. À, về mình may quần may đầm được là may đầm ôm được. May áo khoác hoặc là mình may chân váy đều được nha mấy cô. Mã hoa nhí kèm mét. Gì cười. Rồi hoa nhí kèm mét giùm con ha. Mã này xinh lắm ạ.
bị ẩn comment hết rồi sao á. Rồi nhí thầy mít. Xấu lắm. Thì chị nói đi, chị nói đi, em muốn đơn đi. Thôi. Thôi. Em đưa đọc cho chị nó chắc thôi. Trời nó chạy không nổi, cái cơ máy chủ bị gì. Chị đọc nó đi cho mình. Rồi hoa nhí 2 mét cho cô Phạm Hiền. Hoa nhí 6 mét cho chị Trinh Kiều. Rồi hoa nhí 1 mét rưỡi cho chị Kim Lành. 5 mét cho chị Hà Thanh Trúc. Rồi hàng kaki màu không có rồi, đợt này về toàn là bông mít sọc không à. Màu trơn cũng có nha. Kim Lành mét rưỡi luôn. Dạ là 5 mét đó tính không. Rồi 3 mét cho Hà Thanh Trúc nè. Rồi còn chị nào lấy mã hoa nhí nữa không thì comment giúp em nè. Rồi hoa nhí còn chị lấy thì comment giùm em ha. Hoa nhí nè. Rồi lên giùm em mã chấm bi ha. Chấm bi có chị nào muốn lấy nó không? Rồi lên giùm em mã chấm bi mấy chị ơi. Chấm bi ha. Chấm bi kèm mát. Rồi lên mã bi giùm em nha mấy chị nha. Mã bi giùm em. Chấm bi kèm mét chị nào lấy thì lên giùm em chấm bi nè ha. Chấm bi. Hoa nhí rồi chấm bi nè ha. Sọc tím, cái này thì hồi nãy em có lên rồi. Em có lên mã này rồi mà chị nào mình chưa lấy thì mình có thể comment lại ha. Sọc tím kèm mét giùm em. Sọc tím kèm mét. Rồi mã này mã 360 mấy chị. Sọc tím kèm mét này, cái này cũng còn 360 nè. Sọc tím xanh nằm dưới có dạng không? Sọc tím xanh, cái nào ở đây cũng có dạng hết đó, hàng kaki cô tông có dạng hết. Rồi lấy giùm em mã này là sọc đen ha. Sọc đen. Rồi chị nào lấy mã này thì lấy giùm em mã sọc đen hàng kaki cô tông có dạng. Mình hàng mát rưỡi nha. Giờ vô là mát lạnh luôn. Hàng kaki cô tông, lấy giùm em mã này sọc đen ha, sọc đen. Sọc tím là mã này sọc đen nè. Rồi lấy giùm em mã này mã loan giùm em ha, loan. Để trễ rồi, giờ không có đùa nữa để tập trung like. Em đùa quá đó. Ừ. Rồi mã này lấy giùm em mã loan ha, loan. Hồng loan. Rồi 1 kg là 120 khoảng cỡ 3 mét mấy chị. Rồi lấy giùm em mã này mã loan kèm mét nè ha, hoa loan kèm mét. Hồng loan nha mấy chị nha, hồng loan. Kaki cô tông hàng có giãn. Rồi lấy giùm em mã này mã loan ha, loan kèm mét giùm em. Loan kèm mét. Rồi mã này thì em mới lên rồi. Cái này thì em lên mã là tên là lập thể đỏ nè, chị nào lấy thì comment cho em lập thể đỏ. Rồi bi đỏ này chưa lên nè mấy chị ơi, bi đỏ này chưa lên lần nào mà nó bị ở dưới nên khó lên nè. Ơ gì nữa, xem nó cái cổ luôn. Cộng thông. Rồi đây giùm em mã này mã bi đỏ ha mấy chị ha, bi đỏ. Giờ mấy chị buồn ngủ rồi, em cũng sợ mấy chị buồn ngủ, em phải like nhanh. Bi đỏ kèm mét ạ. Rồi chị nào lấy bi đỏ thì comment giùm em bi đỏ nha mấy chị nha, bi đỏ ha. Bi đỏ kèm mét. Bi đỏ kèm mét, chị nào lấy thì comment nha em bi đỏ ha, bi đỏ. 1 kg 120 ngàn là khoảng cỡ 3 mét thôi chị. Rồi giờ mà lấy một cái sọc ra nó hơi nan giải luôn á. Nặng á. Lấy sọc tím nè chị nha, sọc tím. Sọc tím. Rồi bi đỏ 2 mét cho Á Nhân Lê Thị nè. Rồi sọc tím là như vậy nha mấy chị. Đó cái này là sọc tím. Rồi sọc tím chị gái Lê có lấy thì comment nha em sọc tím kèm mét nha. Sọc tím kèm mét. Rồi bi đỏ em cắt 2 mét cho chị Á Nhân Lê Thị nè. 1 mét cho chị Phương Vũ. Rồi 1 mét cho chị Phương Vũ nè. Rồi còn chị nào lấy bi đỏ nữa thì comment giùm em ha. Rồi một cái mẫu này rất là dễ thương, rất cute luôn. Mẫu này em nghĩ chắc phải rủ gia đình may một bộ đi chơi á. Nãy chị gái Lê lấy mẫu xương cá chị gái Lê 1 mét bây giờ đủ lại
Mét rưỡi, 2 mét rưỡi. Rồi sọc tím 2 mét rưỡi cho gái lên. Cái này sọc tím bao nhiêu một mét mời hỏi cho chú cắt. Rồi mẫu này mẫu xương cá nha mấy chị nha. Nhưng mà sợi vải này là dệt theo sợi linen nè. Dệt theo sợi linen nha. Nếu mà mấy chị nhìn xa là mấy chị tưởng đây là vải linen luôn, linen sơ bố luôn á. Rồi đây là mẫu xương cá, đây nhà em xương cá, dệt sợi linen mình hàng là khoảng có 4 mét một một ký ha. Rồi lên giùm em mã này là mã xương cá nha. Mã đó xinh lắm luôn. Rồi 2 mét rưỡi chị ái lên màu tím nha. Chị kêu anh đi mua mẹ chạy anh mua em đi chứ. 1 mét bi đỏ cho cô Kim Ninh, 1 mét bi trắng cho cô Kim Ninh, 1 mét lập thể cho cô Kim Ninh. Rồi còn có cô nào lấy cái xương cá này không? Xương cá này mấy cô nhìn thì giống sợi vải linen nè, giống như là linen số 4 luôn nha mấy cô. Mình hàng có giả nha, đây là kaki cotton. Mã xương cá này cô nào lấy thì lấy giùm con mã xương cá ha. Xương cá màu cũng rất là xinh. Màu đỏ rượu nha, màu đỏ rượu. Rồi 1 mét bi đỏ cho cô Kim Linh nè. 1 mét bi trắng, 1 mét lập thể. Sọc giãn 4 chiều hay 2 chiều. Cái màu tím á là giãn 4 chiều luôn nha chị nha. Còn mấy cái màu khác đa số là 2 chiều thôi. Rồi 1 mét bi đỏ cho cô Kim Linh. 1 mét bi đen cho cô Kim Ninh. Rồi 1 mét lập thể cho cô Kim Ninh nè. Rồi còn mẫu xương cá chị nào lấy thì comment giùm em là xương cá ha mấy chị ha. Cá 2 mét rưỡi. Rồi lập thể thì giãn 4 chiều nha mấy cô. Xương cá 2 mét rưỡi cho Lành Nguyễn. À Kim Lành. Thái Nguyên 1 mét sạch đen. Rối bèn rồi. Rồi Thái Nguyên 1 mét sọc đen nè. Rồi xương cá 2 mét rưỡi cho chị Kim Lành nè. Xương cá này đẹp quá mấy chị. Xương cá này là mấy chị mua về chắc nhiều khi người ta mang á. Mình cảm giác mình đang mang vải lên đình số 4 chứ không phải là mang hàng kaki nha mấy chị nha. Hàng này nè. Rồi 2 mét rưỡi cho chị Kim Lành nè. Nó dệt sợi lên nền luôn á, kéo ra sợi vải lên nền luôn nha mấy cô nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 1 mét 2 cho Thảo Ly nè. Hàng có giả nha. Nè, kéo xong rồi nó rách ra còn sợi vải nè. Sợi lên nền nè. Rồi 2 mét cho cô Cúc Hoàng. Rồi xương cá còn cô nào lấy không comment giùm con xương cá nha. Sợi vải linen luôn nha mấy con. Tuốt ra là linen không. Rồi 3 mét rưỡi cho Hà Thanh Trúc. Rồi Hà Thanh Trúc, và cái đoạn này cái xương cá này nó đẹp nhưng mà nó bị dơ dơ rồi, em kiểm tra thấy dơ dơ rồi. Kiểm tra mấy cái xương cá nó bị dơ dơ hết đúng không? Rồi xương cá nó bị dơ dơ rồi em xe hết cho mấy chị ký 90.000 nha. Bật lại chế độ, ghi lại dùng hết đi, xe 90. Xe 90 xương cá nha mấy chị nha. Tại vì em nhìn kỹ là mấy chị về giặt nó sẽ ra nhưng mà nó bị dính bụi nha mấy chị. Xe 90, xương cá xe 90. Sợi vải linen rõ rệt luôn. Rồi 2 mét cho cô Trần Lan.
Cần anh chưa có số điện thoại. Cần anh có số thôi. Điện thoại anh chưa in bill lần nào nó không hiện. Rồi tất cả xương cá em sell 90 ngàn một ký. Mình hàng rất là đẹp. Nhưng mà nó bị lỗi là ở lâu lâu nó có dơ một cái đoạn rồi nè. Rồi xe lỗ tắm xương cá ha. Xương cá là chị nào về mình may mình lọc ra một chút nha mấy chị. Lọc ra một chút hoặc là mình chịu khó mình giặt đi, mình né đi. Rồi mã lập thể cái này em có một miếng thôi, chị nào mua về mình may khoác cho anh Nam. Rồi lấy giùm em mã này. Rồi cái này nó cũng bị lỗi rồi, em xe còn 95 luôn nè mấy chị ơi. Ôi cái này xe 90 hay 95? 90 đúng không? 90. Rồi này xe 90 luôn. Rồi mã này xe 90 luôn nha. Cái này xe 90. Chị nào lấy thì cầm bây giờ em là lập thẻ xanh xe 90. Lập thẻ xanh này em xe 90. Xe 90 một ký. Rồi 2 mét xương cá cho gái lên. Xe 90 là chị Hà Giang lấy cái xương cá hay là lấy cái lập thẻ xanh? Lấy hết đúng không? Ý là xe 90 một ký á. Chứ không phải khúc đó 90 ngàn đâu chị. Lấy hết không chị? Lấy hết thì comment lấy hết giùm em nè. Màu xanh hàng kaki có giãn nè. Rồi sale 90 cái này còn 187 ngàn. Rồi lập thẻ xanh thôi, lấy hết cho chị Hà Giang sale 90. Rồi lấy giùm em mã này sập tím mấy chị ơi. Hết luôn. Rồi sập tím ha. Khổ đều là 1m4 á. Sập tím. Sập tím kèm mét giùm em ha. Chị lấy thì cầm mấy giùm sập tím nè. Sập tím. Tím này tím Huế nha. Sập tím Huế. Kaki cô tông có giãn. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này là sập tím ha. Khổ 1m45 sập tím. Rồi chấm bi này giãn 4 chiều nè. Rồi lấy giùm em mã này. Chấm bi giãn 4 chiều 213 mấy chị. Mã 213. Rồi chấm bi này lấy giùm em 213 nha mấy chị nha. 213 nè. Rồi sập tím 3 mét cho gái lê nè. Rồi chị lấy sập tím nữa thì comment giúp em ha. Rồi em còn một sập nữa thôi mấy chị. Còn một sập nữa. Đây là giùm em sập nâu. Cái sập tím hả chị? Sập tím co giãn 2 thôi chị ơi. Sập tím co giãn 2 là cái này. Cái sập nâu này co giãn 2 chiều luôn nè. Cái này cũng có giãn 2 chiều mà mình hàng rất là mềm chị nha. Mong hàng lên mềm. Rồi chị lấy thì cầm bây giờ em sập nâu này ha. Vậy là tối giờ có lên hai cái sập nâu. Một cái là sập nâu cà phê sữa với một cái là mọc sập nâu đậm kèm xanh nè. Rồi lấy giùm em sập nâu kèm mép. Rồi chị lấy mã này thì lấy giùm em mã sập nâu kèm mép nha mấy chị nha. Sập nâu kèm mép nè. Sập nâu kèm mép ha. Rồi mã cuối cùng của hàng kaki mấy chị ơi. Mã cuối cùng. Lấy giùm em mã giọt nước ha mấy chị. Mã giọt nước nè. Rồi lấy giùm em mã này mã giọt nước mấy chị ơi. Mã giọt nước. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã giọt nước ha. Giọt nước. Bấn chỉ cây màu. Bấn nổi không? 10 rưỡi. Bấn nổi không? Cây nào? Bấn cái lùa đó đi. Cái lùa hóa. Hai cái này mình chuẩn bị bắt vải nè, vậy cái số tím nữa. Rồi đây nhìn em mã giọt nước nè. Ai có một bể hóa vang nè hả? Nhiều lắm, cần có bao nè. Cái bể mà đã sẵn đó con mày bế. Rồi bấm cái bể nó vang vào luôn đi. Rồi đây nhìn em mã giọt nước kèm mép, chị nào lấy thì comment giùm em giọt nước ha. Giọt nước.
Rồi mã hoa vàng nha mấy chị nha, hoa vàng. Mã hoa vàng giãn 4 chiều. Mã này mềm giãn 4 chiều, chị nào lấy thì comment giùm em hoa vàng ha, hoa vàng. À không, bệ cái á, đôi hút ngặn nữa. Cái này có sọt xăng đó hả? Cái này có sọt xăng đó hả? Có đâu. Cái sọt đó là cái sọt gì? Có, nãy em mang ra đó. Để em sọt là bố không được, khỏi bấm cái. Bấm cái, rồi bấm cái nồi thì bấm luôn đi. Rồi sao chứ còn bấm tổn, bấm thấy em ăn mừng. Rồi hoa vàng kèm mét giùm em mấy chị này, hoa vàng kèm mét. Rồi hoa vàng 2 mét cho cô Hương Đoàn. 2 mét áo nhân Lê Thị, hàng kaki giãn 4 chiều nha, kaki cô Tông. Rồi 2 mét áo nhân Lê Thị nè. Vậy là cái hoa, cái hoa màu đen. Rồi 2 mét áo nhân Lê Thị. Rồi mã hoa vàng này còn chị nào lấy thì comment giùm em ha. Này giãn 4 chiều nha. Rồi ký 120 chị. Để em cắt rồi em cân cho. À mà chị chưa cắt mà. Chị mới hỏi bao nhiêu. Rồi 2 mét này là 76 ngàn nha chị. 2 mét này là 76. Rồi em lên một cây siêu lụa màu nè. Chị nào mình mua về mình may quần áo dài, may pyjama ha. Rồi tối nay xéo này ký 120 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em hoài siêu lụa. Rồi siêu lụa lên giùm em mã này là mã. Mã siêu lụa kèm mét ha mấy chị ha, siêu lụa kèm mét. Bình hàng rất là mướt. Mướt như đồ ngủ với Vera luôn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này siêu lụa kèm mét ha, màu cà phê. Siêu lụa kèm mét, màu da ha mấy chị ha, màu da nè. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em ha. Rồi siêu lụa kèm mét này nguyên cây nha mấy chị nha, nguyên cây. Ký 120 tối này xe, chị nào lấy thì comment giùm em. Mã này là mã siêu lụa kèm mét ha. Chị nào lấy thì comment em mã siêu lụa này. Siêu lụa kèm mét, thêm cái hoa vàng nữa. Cái cuối cùng đừng nghĩ. Chứ mày cái đổ gì? Rồi cái đồ nữa. Bảy giờ hết luôn đi. Dạ chắc mát. Để có hệ luôn đi mà kiếm tiền. Chị thấy như trả nợ. Chất mát nha chị nha. Chất này siêu mát luôn á, rất là mềm. Nó không có giống như phi bóng đâu nha mấy chị. Hả? Cái màu nấu hả? À cái màu vàng đông hả? Đúng rồi. Hút luôn. Rồi 1m2 cho Phương Vũ nè. Còn ông ra rạp nó chạy nó ngang nó nhanh minh ghế vậy. Rồi mã này về may quần áo dài hoặc là mình may đồ pyjama, may áo kiểu đều được nha mấy chị. Nói chị nào lấy thì cầm mấy nhẹ là mã nâu nè ha. Rồi chị gái Lê có lấy cái hoa vàng không chị ơi? Chị gái Lê có lấy cái hoa vàng không? Rồi cái siêu lụa màu nâu đó có chị nào lấy nữa không mấy chị ơi? Rồi em lên thêm một cây nữa nha mấy chị. Cuối like này mà vẫn muốn like sợ mấy chị buồn ngủ. Hôm nay em like ít quá mấy chị, giờ mới lên like ấy. Rồi em muốn like nhiều nhiều một chút. Rồi mã này là siêu lụa Nhật nha mấy chị nha. Rồi mã này là lụa siêu Nhật, người ta còn gọi là lụa siêu Nhật. Về may áo dài nè, hoặc là mình may đồ bộ, may áo đầm, may áo kiểu. Đừng đi lại cho. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em ha. Mã này mã hoa nhí kèm mét. Hoa nhí kèm mét, chị nào lấy thì comment giúp em. Còn em tiên xuống không? Không có tiền, không đủ. Nhiều. Chỉnh bổ. Em có tới 50. À thổi lại, thì ổng phải thổi lại cho Minh Nguy nghe nha. Rồi mã này chị nào lấy thì comment giùm em là mã hoa nhí nha mấy chị nha, mã hoa nhí nè. Rồi mã này là lụa lụa siêu Nhật nha mấy chị nha, người ta còn gọi là cái này là hàng lụa Nhật để mà mình về mình may áo dài á, mình hàng này nhẹ lắm luôn, ký khoảng 7-8 mét á. Ký khoảng 7-8 mét nha, chị nào lấy thì comment giùm em ha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè, ký 7-8 mét. Tính ra 1 mét 10 mấy ngàn thôi nha mấy chị nha, 1 mét 10 mấy ngàn.
Rồi cây cuối cùng. Cây cuối cùng trong live tối nay. Cây màu bò. Cái này là cây dạ ha. Cây gọi là cây sớ bố, cây vải bố mấy chị. Vải bố nha. Vải bố mình lên mình vải bố lên vest, lên quần sọt hoặc là mình lên quần gì cũng được, là lên áo sơ mi nam cũng được, lên vải bố màu bò rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là bố kèm mét ha. Đây là cây vải bố nha. Rồi cây vải bố thì em share cho mấy chị cái 100 ngàn cuối like. Cái 100 ngàn vải bố màu bò ha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là bố kèm mét. Cái này màu bò cực kỳ đẹp luôn á. Vải bố kèm mét ha. Mấy có còn chị nào coi like không? Mới like nữa. Gần 11 giờ rồi. Live 11 giờ cái này để đổi chắc cái máy lái tiện thời gian. Ở đây luôn. Mời. Mời rồi nó vô đây. Mời rồi nó vô đây. Để lái xong nó nghỉ. Tưởng mời dọn chứ. Gì bảo quá này hay sao? À báo. Bố đúng không chị? Cái nãy giờ đâu có lên vải báo đâu. Bố mặc vest 2 cho chị Thái Nguyên nè. Đấy, có cái nào mình like nhanh quá nên mấy chị comment không kịp không nữa. To bự mà còn mấy cái hạ tiết chung chung không à. Hạ tiết nó sợ bà coi rồi á. Rồi 1m2 cho chị Thái Nguyên nè, Thái Nguyễn nè. Tôi đặt ga thì không có may, mà suốt ngày cứ hỏi vải may ga thì ai mà bán cho được. Rồi sọc tím 2,5m cho chị Thúy Nguyên. Hoa nhí 1kg. Mới bấm cái chát xong chị bấm nữa. Chị phải hái điếu. Tại người ta đặt hai mỏ. Hoa nhí 1kg này cắt cho chị 7m nha chị nha. Mới ngồi được chút. Mua dùm hả? Mua dùm được cái may dùm người ta không? Sọc tím 2,5m. Ừ. Không kêu em, về giờ này cho đừng bố la nữa. Xong hết rồi hả? Sạch sẽ. Không có sức để chốt hả? Em không có sức để chốt, tối về. Mai nghỉ học hả? Rồi 2,5m cho Thúy Nguyên. Cái cục nó kêu chốt để cho có doanh thu thì không chịu chốt. Mệt quá hả? Thương Ngọc hi hi. Không có hi hi. Rồi em có cái hàng khâu cô tông với mấy cái khúc mà ngắn ngắn á. Nên cái sọt mà khi like mấy chị xả ra nè. Giờ em like qua nha mấy chị nha. Hai mét tím này cân thử cho chị cái. Coi chừng nằm nó cái bạc á, cái chị không có đem vô nhà. Ở dưới đó có cái nào không? Bà ra tim như hạng mình mè trái ra tim như hạng mua sắm cho nó. Để cho con ve sẽ trẻ đó nào.
Rồi 2 mét rưỡi này là 130.000 chị. Hơn 1 ký ha. Ủa chà, cái này đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá đi. Rồi chị nào săn sale với em thì có cái hàng đẹp nè mấy chị nè. 29.000 cuối line này để một đồng giá 120.000 thôi nha. Dạ giãn chứ. Có đó giãn 4 chiều luôn á. Không đâu, nãy chị có mua mà. Rồi 29.000 nè, hàng boy. 1m6. Rồi chốt cho gái Lê mã này 29 ha. Rồi giờ lai hàng khúc nha mấy chị. Bưng hàng cây hết nổi rồi. Ba em 32 lên giùm em mã này 32. Hàng thô cô tông hàn mấy chị ơi. 32 được 1m2 nè. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em 32 nha. 1m2 32. Rồi không giảm đâu chị ơi, hàng boy không giảm nha. Rồi em có cần em xả khúc đó của chị ra không? 32 chốt cho Cúc Hoàng. Hàng không giảm nha. Cần thì em xả cho nha. Tại cái đó nhiều người thích lắm. Em lười bán lại này, ở trên live á thì có chị khác cần thì xả ra cho em, để qua cho chị khác luôn. Rồi lấy giùm em mã này 22 nè. Mình hàng nó mát lắm luôn á. Rồi 22. Chị nói thì comment giùm em 22 ha. Nhưng mà khúc này nó bé nha mấy chị nha, khúc này khoảng cỡ 6 tấc thôi. Nó nặng là do nó có một cái remote bên này nó đi theo nè. Nếu mà cắt thì sợ mấy chị không có đủ để mình may. Rồi chị nào mà lấy những cái khúc mà nó bị khúc khúc như vậy á thì em cân cho mấy chị ký 110 nha. Rồi 32 chốt cho chị Cúc Hoàng. À chị sorry. Sorry không phải cái này hay, cái này 32 ha. 22 với 22 chốt cho Cúc Hoàng cái này. Riêng những cái mà nó bị mất góc như vậy á, em sale cho mấy chị nha, sale ký 110.000. Rồi một mẫu siêu dễ thương màu xanh lá ha. Rồi 29.000, chị nào lấy thì comment giùm em 29 ha. 29 được 1m. Rồi cái này được 1m, 1m2 nhưng mà nó cũng bị mất góc, chị nào lấy thì em sale 110 luôn. Rồi 29 nha, chị nào lấy thì comment giùm em 29 nè. 29 mã này sale 110 cho Cúc này. Để đi, để ông đi, khỏi bứng nó ngay đó bảo. Ngay mai chị lái chị xéo luôn mà. Rồi mình hàng này là linen lụa nha mấy chị nha. Màu trắng. Rồi 32k hàng bị bom. Lên giùm em mã này 32 linen lụa. Linen lụa mặt hàng này mua ở ngoài phải là 45.000 một mét. Khách sỉ nha mấy chị. Mua sỉ 45.000 một mét. Số lượng trên 100m. Rồi này của em được 1m rưỡi. 40. Tiếp theo một khúc linen lụa màu vàng. À 32. 32 chốt cho chị Cúc Hoàng. Rồi mã này 34 linen lụa luôn nha mấy chị nha. Linen lụa 34 màu vàng nghệ. 120. 120. Rồi riêng khúc này nó bị mất góc tờ lơ nè, mất góc tờ lơ bên này. Chị nào mua về thì may được cái áo thôi hoặc là may một cái quần nha. Rồi 34. Cái này thì em sẽ sale ký còn 110.000 một ký. 34 là sale còn 30 nha mấy chị nha. Cái này sale còn 30. 34 giảm còn 30 chốt cho Lê Nhung. Linen lụa màu cam gạch nha mấy chị nha. Linen lụa màu gạch. Rồi 34 giảm còn 30 cho Lê Nhung. Mã này lên giùm em là cái này linen lụa màu gạch nè. Rồi lên giùm em 21k. Rồi 21 linen lụa màu gạch được 1m hơn. Mình về mình may được quần ống suông hoặc là mình may áo rất là xinh luôn. 31.000 hay 21 đây. 31 hay 21. 21 thôi mấy chị. 21 chốt cho Lê Nhung rồi thì Lê Lê hồi nãy mạng mạnh nó có giờ yếu vậy thì Lê Lê ơi. Mạng yếu quá rồi nha. Rồi em lên cái này là hàng lộn xộn tứ lung tung hết. Rồi lên một cây cà rem nữa 36 ha, chị nào lấy thì lên giùm em mã này 36 nè mấy chị. 36.000 hình bánh ốc quế và bánh ốc quế và bánh kem gì đây nè. 1m rưỡi 36 ha. Hàng thô cô tông hàn nha, thô cô tông hàn. 36k. Rồi 36 chốt cho chị Cúc Hoàng. Rồi tiếp theo cái này là von ha, 21. Rồi lấy giùm em mã này 21 là hàng von ha, hàng von. Von 21.000 lập thể nè. Độc lạ, chị nào lấy thì comment giùm em 21 được 1m4. 21.000 1m4.
nay ai cắt nữa, cái anh đậu cắt hai mẹ chi đấy nè. Từ ngày 13 rồi chắc giờ họ không cân nữa. Hết rồi. Bấm comment là nó đúng. Cái này màu lên lên đậu là vai vừa cân khỏi cân cắt màu lại. Rồi lấy nhầm em mã này chi phong ha, chi phong 160.000 10m. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em mã này 160. 160 10m ha. 160, chị nào cắt ít hơn thì comment giùm em 160 kèm mét nè. Cái này lên luôn đi. Hàng bắt bệ đi. Lươi sổ lá. Chị đeo ra. Ở dịp chậm bí đó. Hả? Ngày không? Rồi lấy giùm em mã này là tôn lanh ha, 1m25.000, giờ xe 1kg 120. Cái này chắc 2m được 32. Hàng tôn lanh màu da. Rồi 32, chị nào lấy thì comment giùm em 32. 1m 2m thiệt. 1m95 thôi mấy chị. Rồi 1m95 cái này 32, chị nào lấy thì comment giùm em mã này tôn lanh ha, tôn lanh. Mình hàng này dài dặn nha, 1kg 5m rưỡi. Này gần 2m, 32, chị nào lấy thì comment giùm em 32. 32 con chốt cho cô Mai Trần. Rồi mã này 29 nè. 29 tơ ống. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 29 về mình lót hô theo lên. Mình lót chi phong rồi vậy nha mấy chị nha. Rồi 29 ca được 1m8, chị nào lấy thì comment giùm em 29. 29 1m8. Mặt hàng này là vân chéo, lụa chéo ha, mà cái này là 38k, chị nào lấy thì comment giùm em 38, lá tre hết lâu rồi, cái này bị bom nha. Rồi 38, chị nào lấy thì comment giùm em nè, 1m. Rồi mã này của em lên được 1m8, 38. 1m8, 38 rất là dễ thương luôn. Hàng này là vân chéo, lụa chéo, mình hàng không giãn, mềm rũ, lên áo dài được, hoặc là lên quần, lên đầm không cần lót nha. Gì vậy? Rồi lụa màu vàng lên này, mã 30 nè. 36 chốt cho chị Hà Thanh Trúc. 38 chốt cho Hà Thanh Trúc luôn. Rồi lấy 2 khúc. Rồi cái này 30 lên giùm em mã này, 30 lụa vàng. 30 nha, 30. Nửa đêm rồi không có ai dành mạng mà cũng bị yếu nữa hả? Rồi 2m nha. Mình hàng giãn 4 chiều về mình lót đầm lót váy cũng được ha. Chị nào lấy thì comment giùm em 30 lụa lót ha mấy chị, lụa lót. Rồi mặt hàng này tôn hai da, chị nào lấy thì comment giùm em tặng rồi em tặng ha. Cái này là 22.000 á, tôn hai da, nhưng mà chị nào tặng thì em tặng tại vì hình của nó hơi đáng sợ. Rồi chị nào lấy thì comment tặng rồi em tặng, chị nào cần thì comment tặng ha. Rồi mặt hàng này lụa lót màu đỏ rượu nè. 19k, chị nào lấy thì comment nhận em 19, tặng chị Kim Khuê. 19 nha chị nha. 19. Lụa có giãn 4 chiều, chị nào lấy thì comment giùm em 7,5 tấc 19.000. 7,5 tấc 19 ha mấy chị. Rồi mã này tôn mới bán hôm qua luôn nè mấy chị ơi, 42, chị nào lấy thì comment giùm em 42 nha. Rồi mới bán, mới chốt, mới bị xả luôn, 42k, tôn nhún 1kg khoảng 5,5 m có giãn. 42. Rồi khúc này của em được 1,5 m luôn. 1,5 m 42 tôn nhúng màu đen. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 42 1,5 m. Cái này dài dạng nha, 1kg được có khoảng 5m hơn thôi. Rồi một mã hình con khỉ là lụa có giãn 4 chiều nè. 42 chốt cho Nguyễn Oanh. Đây là kỳ 1,2 nha. Rồi mã này 35 hình lụa con khỉ lên giùm em 35. Mua hàng rồi gọi điện không bao giờ bắt máy nha. Rồi 45 chị nào lấy thì comment giùm em 35 chứ hả. Rồi lụa giãn 4 chiều hình con khỉ quá dễ thương luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em. Giờ này chắc không có chị nào có em bé đang cầm điện thoại đâu ha. Rồi 1m6 nè, chốt cho Thì Lim Lê. Cái này lụa nha, Thì Lim Lê không phải cô Tông nha, lụa nha. Khúc lai lụa trắng còn không Ngọc. Khúc lai lụa linen màu trắng. Khúc lai lụa trắng. Rồi lụa trắng xung quanh con không còn miếng nào hết. Có khúc lụa màu vàng. Bây giờ khúc màu vàng đi bạn rồi mà. Khúc màu vàng này 30 có chị nào lấy cho nè mấy chị ơi. Màu vàng này là giãn 4 chiều. Trơn lắm không? Mát rũ không có trơn lắm đâu. Nó không có trơn giống lụa mango hoặc là ngọc trai đâu ha. Mình nó ok á. Cái đó mát đó thì Lâm Lê à, mua thử đi. Rồi 30.000 cái này được 1m8, lụa có lót nè, lụa lót. Giãn 4 chiều luôn nha, chị nào lấy thì comment giùm em ha. Cái này của em tới gần 1m9 lần nha, 1m9 30k. Rồi mình hàng KT màu xanh 1m5 trên Teladin kia có người nào cắt 1m5 thì mai khỏi cắt. Nè. Ờ. Ra bên cạnh luôn. Trời ơi.
có nhiều người rất là dễ thương. Đặt hàng xong rồi con chốt đơn, chị nói là con của chị cầm điện thoại chơi game nên không biết đi đặt lum tùm. Rồi có người nói con gái của cô ở xa rồi giờ đặt thì giờ nó không có nhà. Xong rồi con cũng chị nói là con của cô có duyên quá à. 56, chị nào lấy thì comment những em 56 này, 2m2 ha. Cái này mình hàng nó gần giống như lụa châu tô, nhưng mà cái này giống như dạng thời trang á mấy cô. Có đường sọc sọc như vậy nè. Mình hàng suông rũ mềm mại mát rượi, không có lót nha, không giãn không nhăn. Nó giống như là lụa châu tô vậy đó. Rồi 2m2 lên giùm con 56k. 2m2 56, cái tông này là màu hồng tím ha. 2m2 56 màu hồng tím. Về mang áo dài, về may quần ống suông, về may áo sơ mi á mấy cô. Rồi lấy giùm con một cái này nè. Rồi chất của nó là lining gì đó con không biết, hay thô gì đó con không biết nha. Sờ cái chất vải của nó nhìn giống như là hàng thun cá sấu vậy á. Rồi lấy giùm con cái này 45k, mình hàng này siêu đẹp luôn nè. 45. Này chắc chốt cho Kali quá, mà màu trắng ở dưới mình rất đỏ, hơi bị ghê luôn. 1m45 nha. Cái này được 1m48 á, 45k. Này hơi bị dễ thương luôn. Con chốt cho cô Trần Lan về mình may sơ mi, may đầm cũng được luôn á. Đó vậy, con nói cái lý do rồi đó cô ơi. Xong rồi cô nói nghe đơn giản quá. Chị ơi chị xả hàng đơn giản quá, bên em nhân viên rồi sinh viên nó đi làm thêm tiếng có 20.000 rồi, giờ mà chị làm vậy rồi xả đơn tội tụi nó này kia. Rồi, không hiểu luôn á. Rồi mã này là 39k lụa có giãn nha. 39 lụa giãn 4 chiều. 39 lụa hoa nhí, chị nào lấy thì comment giùm em ha. 39 cái này là bom nè. Rồi 2m1 ha. À, cái này chưa được 2m1, khoảng 2m5 thôi, 39k. Rồi chị nào lấy thì comment giùm con. 39 này có giãn hoa nhí siêu dễ thương, và mình may bộ cho người già, người trẻ gì cũng được hết. 39 con chốt cho cô Kim Khuê. Ủa giờ mà cô còn cắt đồ nó gần 11 giờ rồi. Thôi nằm nghỉ đi cô ơi. Nghĩ đừng có cắt nữa. Con like vậy xong, like xong con đóng cửa lại, con để nguyên chiến trường, mang like tiếp cho con cũng không có dọn luôn á. Cho con bé nó dọn. Rồi mã này 24 lên giùm con. 24 này thô cô tông 100% ha. 24.000. Con chọc nó ngồi nó xịn đóng. 24.000 cái này của con được 1m nha. Cô nào về mình may áo yếm nè ha. 24.000 1m. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em 24 mà về may áo yếm. Chị Ken Renezan Zem cho em xin số điện thoại nha. Của mình không có số điện thoại, không có chốt được. Chị Lê Mỹ ơi, bi xào trên, bi trắng ở trên xào là vải gì? Bi trắng là hàng kaki cô tông có giãn nha. 24 con chốt cho cô Lê Nhung nè. Rồi khúc này lining ha. Lining nè. Hồi bữa cái này con không có đủ để bán, khúc này mới bị xả. Rồi 93k, chị nào lấy khúc lining này lên giùm con. 93. Cái này là lining xế bố, dệt dệt sợi rất là xa nha mấy cô. 93 nè. Cái này đẹp lắm luôn á. 93 chị nói thì comment giùm em 93 ha. Rồi con chốt cho cô Trần Lan. 1m nè. 2m. 3m, cái này của cô được khoảng 4m nha cô nha. 4m cho cô Trần Lan 93 nè. Rồi hàng kaki cô tông. Kaki cô tông có dạng hình con bọ rất là dễ thương, mã 30. Rồi lấy giùm con mã này 30 nè. 93 con hết rồi cô Tường Ninh ơi. Rồi 30k cái này của con được 1m ha. Hàng kaki cô tông có giãn, lên giùm con mã 30 về may áo cho bé. 30 cái này con hết rồi. Cái cây này con hết sạch rồi, cái này là do cắt nhầm. Cắt nhầm nên mới còn. Rồi lên giùm con mã này 30.000, con chốt cho cô gái Lê giãn 4 chiều cô tông. Rồi lên giùm con mã này 36 ha, hơn 2m hàng chi phong có giãn. Hơn 2m chi phong có giãn này 36k, chiếc lá vàng, lên giùm con mã này 36. Về mình may áo dài, áo sơ mi không cần lót, lên đầm, lên bộ thì lót nhẹ dùm con ha. Rồi mã này là chi phong luôn. Rồi lên dùm con mã này là 36 luôn, 36 vàng nghệ ha, 36 vàng nghệ. Hơn 2m luôn nha, cô nào lấy thì lên dùm con mã này 36 luôn. 36. Mã hoa vàng. Dạ, con có nhiều cười khúc con nói trời ơi chị ơi, cái khúc này trên live không ai mua được luôn á, em để cho chị. Em ưu tiên chị, sao giờ chị xả vậy. Rồi mã này 34 này 2m. Rồi lên giùm con chi phong này 34 2m. Cái này là chi phong, mà chi phong mềm rũ, chi phong hàng. May áo dài, may áo kiểu được, lên đầm, lên bộ thì phải lót nha mấy cô nha. À, đỏ sau lưng là vải gì? Cái đó là chấm bi màu cam ha, chấm bi màu cam. Cái chất đó thì là hàng lụa siêu Nhật á. Dùng để lên áo dài, áo đầm đều được. Rồi chất này là hàng của nó là linen tưng, một loại mỏng ơi là mỏng, để mình may áo kiểu nhẹ, hoặc là mình làm khăn, hoặc là mình làm đồ thêu tay, hoặc là mình lót ở linen luôn mấy chị. Rồi 15.
Chị đã lấy thì comment giùm em 15 nha. Lining tưng mà có loại mỏng á. 1m15. Cái này 15k 1m15 luôn. Mình hàng nó mỏng nha. Nhưng cái này là lining tưng nè. Màu xanh dương. Chị nào mà mua mình để dành mình lót lên nó cũng đẹp lắm. Đây ha. Học mình làm banner cột tóc rồi vậy. Rồi con chốt cho cô Mai. Rồi lấy giùm con mã này là lining lụa này ha. Màu này là màu gọi là màu xanh tím đi ha. 81. Cái này cũng rất là đẹp. Rồi 81 lên giùm con mã này 81 nè. Ủa nó bị rách rồi. Nó bị rách rồi, con cắt rồi con cân lại nha. Giả bộ con bỏ cái phần này đi nửa mét nè. Rồi còn lại 1m, 2m. Rồi khúc này được 2m7. Rồi 81 chốt cho chị Tường Ninh 2m7 nè. 2m7 là đủ may đồ thôi. Em cắt cái này xong em tặng cho chị miếng này đi. Để dễ tính tiền chị. Rồi xong nó vuông vứt rồi đó. Rồi tặng cho chị Tường Ninh miếng này luôn. Về để mình phối vô mình may cổ, may tay, may đồ thì mình tiết kiệm được xíu nha chị. Rồi con có một cái cây này là gọi là cây đuổi lạnh này ha. Rồi đuổi lạnh mà xới lên nhìn luôn mấy chị. Lên giùm con mã màu đen dày dặn lên quần không cần lót. Đuổi lạnh mấy chị nha, đuổi lạnh. Cái này là một cây luôn chứ không phải một khúc nữa. Một cây luôn. Này ban đầu con tính là để cho sỉ á. Mà con thấy có nhiều cô trên live hỏi màu đen quá nên con bớt lại một cây con để cho bán nè. Này là chưa có bán chứ không phải là hàng bom ha. Rồi đuổi lạnh lên giùm con mã màu đen kèm mét ha. Về mình may quần ống suông được. Chị Á Nhân Lê Thị không biết có còn quay live không. Hồi nãy chị hỏi cái này may quần ống suông được không nè. Cái mã này may quần ống suông được nha. Rồi 2 mét nè. Trời ơi con nghi luôn á. Con nghi luôn á. Hàng gì con gái cô canh luôn. Rồi mã này là hàng đuổi lạnh nha. Mình về mình may quần ống suông rồi ok. May quần ống suông hoặc là cô nào mình về mình may áo may đầm cũng được ha. Mã này mình may áo may đầm được nhẹ nhàng. Rồi ký 120 thì cái này rất là rẻ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em ha. Sợi vải đẹp lắm nha mấy chị. Sợi vải rất là đẹp luôn á. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nè. Mã màu đen kèm mét. Mã đen kèm mét giùm em ha. Mã đen kèm mét. Rồi chắc mấy chị đi nghỉ hết rồi. Rồi đen có chị nào lấy nữa không thì comment giùm em ha. Rồi nghỉ luôn. Cũng còn mấy phút nữa mà thôi chắc nghỉ quá à. Nghỉ mai làm tiếp. Rồi mã này lên giùm em 47 mấy chị ha. 47 47 hình con thỏ này. Cái này lụa nha mấy chị nha. Lụa có giãn 2m3. Dạ. Mà đó là cô còn may được á. Còn khỏi phải đi may á. Còn có nhiều người mê sao mà mua về đi may không kịp luôn. Để thì mình kho vải luôn. Rồi lấy giùm con mã này là. Cái này là 2m3 nè. À, hai đúng rồi 2m3. Rồi 47.000 phút cuối luôn rồi đó. Rồi con nghỉ luôn nha mấy cô. Ngày mai con like tiếp. Con thỏ, lụa con thỏ. Rồi còn cô nào lấy nữa thì comment giúp con ha. Con xuống like nha mấy cô nha. Con bye mấy cô, chúc mấy cô ngủ ngon. Ngày mai chắc con like full một ngày luôn á, từ sáng tới chiều tối. Rồi con chúc cô ngủ ngon, chúc mấy chị ngủ ngon ạ. À.